cốt lõi giúp cho các anh chị thành công và các anh chị cũng biết được rằng là rồi có một cái điều mà theo nhận ra trong 3 năm mà theo học tập và rèn luyện cùng môi trường câu lạc bộ thì theo thấy rằng các anh chị ha à, nếu mà một, nếu mà hành trình thành công của mình mà thiếu ba yếu tố cốt lõi này thì à, thật sự là không hề dễ dàng luôn không hề dễ dàng các anh chị ạ à. và theo đã quyết định là theo sẽ chia sẻ cho các anh chị ngắn gọn trong vòng 3 buổi thôi mong rằng là ba buổi đi chia sẻ này sẽ giúp cho các anh chị à, cốt lõi lại được là cái điều mà chúng ta cần phải cải thiện là cái gì cái điều mà chúng ta cần phải trôi dồi là cái gì và theo tin chắc rằng là nếu như các anh chị luôn master được ba cái cốt lõi này thì cuộc sống của các anh chị hành trình thành công của các anh chị rất là vi diệu và rất là dễ dàng và nhẹ nhàng ạ à. và tràn ngập tình yêu thương và tràn ngập sự hạnh phúc các anh chị nhé yes à, chúng ta cùng nhau ra quyết định rằng là sau ba buổi chia sẻ này thì tất cả chúng ta đều cùng nhận ra một cái bài học gì đó đều lên một tầng câu mới và đều thành công hơn khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn được không các anh chị ơi và bao nhiêu đông số anh chị hôm nay lần đầu tiên có mặt ở đây ạ à? lần đầu tiên các anh chị có mặt ở đây và các anh chị được những người bạn giới thiệu đến đây và gặp Theo ạ à? các anh chị cũng chả biết cô gái này là ai cả à lần đầu tiên được nhìn thấy gương mặt lạ lùng này à các anh chị hãy comment số 11 một dùm em được không Yes và các anh chị có muốn nghe câu chuyện của Theo một tí không ạ à? bao nhiêu số anh chị đây mình muốn nghe lại câu chuyện của mình để có được cảm hứng ở trước khi nghe cô gái này chia sẻ không ạ mình trước khi mình nghe một cái người họ nói chuyện mà mình không biết cô ấy là ai thì nhiều khi á, cái niềm tin của mình nó cũng không có được vững chắc không biết nhỏ này nói đúng hay không nữa không biết là là cái thứ gì lên để chia sẻ với các anh chị thật sự theo cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi à, nhưng mà sao ạ bởi vì những cái kinh nghiệm trải nghiệm của mình theo học tập được và theo thấy nó đã giúp cuộc đời của tôi thay đổi thì ngày hôm nay uh, ngồi lên đây để chia sẻ lại cho các anh chị những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái bài học, những cái đúc kết của mình mà theo đã bỏ thời gian, công sức, tiền bạc để mà có được các anh chị. thì nếu mà các anh chị ở đây mà mình kiểu như mình học luôn được thì ok, mình học về mình sử dụng luôn. nếu mà mình thấy rằng là thấy nó cũng thường thôi thì thôi mình bỏ qua các anh chị, nhớ không? chứ theo cũng không phải là thầy gì ở đây hết, thì cũng không có uh, cũng không có thuộc dạng là tài giỏi mà ngồi đây để mà gọi là thầy của các anh chị được không ạ? À? Dạ, yes, các anh chị hãy xem như thế là một người em, một người bạn, một người đồng hành à, để mà có thể ngồi đây giúp cho các anh chị có một cái nhận thức gì đó giúp cho chúng ta cùng nhau ngộ ra cái điều gì đó để giúp cho các anh chị có thể hành động mạnh mẽ hơn tiến đến cái mục tiêu của mình à, Các anh chị nha, nên là các anh chị hãy mở lòng mình ra để mà đón nhận à, Được không ạ? À? Có thể là ở đây tuổi của Theo nó cũng không bằng các anh chị có thể rằng là tuổi đời của theo cũng chưa bằng các anh chị có thể là những cái kinh nghiệm những cái trải nghiệm của theo có khi nó cũng chưa bằng các anh chị đâu nhưng mà biết đâu có một cái điều gì đó nó hay thú vị nó có thể tác động được với cái não bộ của các anh chị tác động được cái con người bên trong của các anh chị khiến cho các anh chị hành động mạnh mẽ hơn khiến cho anh chị giác ngộ được trong tầng tiềm thức để giúp cho các anh chị ngộ ra một điều gì đó Biết đâu được nó đưa các anh chị lên cái tầng cao hơn Đẩy các anh chị tiến xa Đến cái mục tiêu của mình Bùng nổ danh số, bùng nổ lợi nhuận và bắt gặp được một cái hành trình thành công của mình, thay đổi cuộc đời, ai biết được ha à, các anh chị. Ở đây là chúng ta hãy yêu cầu một cái tầm một cái tương lai tích cực sau ba cái buổi chia sẻ này. Và theo tin rằng là theo sẽ giúp được các anh chị thay đổi một điều gì đó trong cuộc đời của mình, các anh chị ha. Ok không ạ? Chỉ cần anh chị lắng nghe thôi, tập trung thôi. À, tập trung thật sự là 100% để theo có thể tác động được các anh chị ha. Và ở đây theo có sự hậu thuẫn của vũ trụ nữa sẽ giúp uh, chúng ta đạt được cái sự thành công của mình hả các anh chị nha bao nhiêu số anh chị mà rất là hào hứng à? anh chị có hào hứng không nếu như anh chị thật sự hào hứng hay không là tôi đang rất là hào hứng đây nè yes và em xin dặn lại các anh chị ha chương trình của mình bắt đầu vào lúc 18 giờ nếu như hôm sau mà các anh chị đi đi trễ ha đi không có sớm, vô Zoom không có sớm sau 18 giờ 15 phút thì chúng ta khóa Zoom ha. Ok ạ. À, chứ không là cứ đang chia sẻ cái có anh chị đi ra đi vô mà nó hơi kỳ nè các anh chị nha. Yes, và hôm nay thì theo sẽ bắt đầu với một yếu tố đầu tiên cho các anh chị ạ. Tôi tin rằng là bất kỳ anh chị nào ở đây mình chỉ cần master một cái yếu tố ngày hôm nay thôi thì cuộc sống của các anh chị nó đã chuyển biến một cách ngoạn mục rồi nó đã tươi đẹp hơn bao giờ hết rồi các anh chị ạ. À. Nó không cần cái gì mà phải ghê gớm đâu ạ. À. Nó rất là đơn giản và rất là cơ bản, chỉ cần anh chị chịu thực hành đúng đủ đều theo những cái gì mà theo chia sẻ các anh chị thôi. Và trước khi mà bắt đầu thì theo cũng xin giới thiệu sâu qua bản thân của mình một chút xíu để làm quen với những anh chị vừa mới tới đây và cũng làm quen luôn với những anh chị đã có mặt ở đây lâu ngày. Được không ạ? À? và cái buổi chia sẻ của theo thì theo rất là khoái những anh chị nào mà ngồi trước màn hình tràn đầy năng lượng uh, tươi tỉnh và vui vẻ hay các anh chị ạ à? À, theo rất thích những cái gương mặt của các anh chị nó rạng ngời nó tươi và nó vui các anh chị ạ à? và theo sẽ không có bài chia sẻ hay cho các anh chị nếu như theo nhìn thấy những cái gương mặt của các anh chị nó rầu rĩ nó ủ chủ rồi nó buồn bã nó có mặt ở đây các anh chị nha nên là nếu mà anh chị nào đây ngày hôm nay mình có uh, chưa có được thuận hòa với ai đó mình không thấy vui vẻ gì hết á thì coi như là mình ráng mình banh cái nụ cười mình ra chút xíu giùm em được không? Mình ráng một tiếng rưỡi đồng hồ thôi, mình cười một tiếng rửa đồng hồ, thôi mình ráng một cười gượng cũng được nữa. Để làm gì ạ? À? À, để cái buổi uh, rèn luyện của chúng ta buổi ngày hôm nay nó tuyệt vời hơn được không các anh chị? Trang này nó lương hơn được không ạ? À? anh chị đồng ý mà bao nhiêu xin chị đồng ý là hãy comment là tôi cười ok tôi cười được không ạ và cái điều rất là cơ bản thôi thì chỉ mong là các anh chị ngồi đây hãy cười tươi lên ạ à. hãy uh, năng lượng lên các anh chị hãy chỉ chỉ cần là hé nụ cười thôi cười hé hầm răng cũng được các anh chị cười hé hầm răng là dùng theo cũng được và em thưa tin rằng là cái trạng thái của các anh chị nó sẽ khác so với cái việc là các anh chị rầu rĩ như thế này đúng không ạ à, và anh chị nào ở đây mà mình đang khùng lưng á thì mình ưỡn lưng lên giúp theo được không ạ Yes, và Thư cũng sẽ à, ngồi chia sẻ với các anh chị với cái tư thế là thẳng lưng, ưỡn ngực cho các anh chị được không? Bao nhiêu xin chị đồng ý à? Thư cùng với tất cả anh chị cùng nhau rèn được không ạ? À? À, chúng ta ngồi với một cái dáng là ưỡn ngực à, Vỡ mở vai là được không các anh chị? Anh chị nào mà gù xuống như thế này thì chúng ta sẽ bị bắt lỗi nha. OK không? Yes, và mình sẽ vươn vai lên nào, Yes, mở bờ vai mình ra, ưỡn ngực mình lên thẳng lưng. Đây là trạng thái của người thành công các anh chị. Nếu như các anh chị ngồi một tiếng rưỡi được như thế này thì sao ạ? À? Các anh chị là thuộc tiếp đỉnh cao rồi đó và tôi tin rằng là anh chị rèn điện được cái thói quen này thôi thì anh chị cũng đã thành công hơn bao nhiêu người khác yes ok và cái miệng của mình thì sao ạ phải luôn nở nụ cười cười hé hầm răng được không ạ ok và theo xin tự giới thiệu là em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Bích Thư các anh chị ha à, cách đây 3 năm về trước và Thư uh, bắt đầu khởi nghiệp và lập nghiệp vào năm Thư 18 tuổi bao nhiêu tuổi các anh chị? Năm 18 tuổi các anh chị, yes. mười à, 18 tuổi thì bắt đầu là thấy rằng là cha mẹ mình làm việc rất là cực khổ và vất vả à, để mà có tiền nuôi mình không lớn các anh chị. Và mà theo phải đi học đại học và cha mẹ của mình tốn rất là nhiều tiền để mà mua cho mình những cái bộ quần áo, à, mua sách, mua vở, rồi đóng tiền học phí. Nó khá là nhiều tiền các anh chị. À, và à, mẹ của theo là một người rất là tiết kiệm ha các anh chị. À, rất là tiết kiệm nhưng mà sao ạ tiết kiệm nên là cho theo quá là nhiều tiền nên là bảo vì theo cảm thấy rằng là theo không thể nào xài tiền của cha mẹ mình nữa và năm 18 tuổi theo đưa ra một cái quyết định thay đổi cuộc đời của mình đó chính là tôi phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân ghê chưa đó năm 18 tuổi bao nhiêu số anh chị đây đã có quyết định như thế này ạ à? nếu như anh chị nào mà có cái quyết định này năm 18 tuổi thì ngày hôm nay anh chị cũng đã có một cái cơ ngơi nho nhỏ đúng không đúng không các anh chị ơi yes dạ oh yeah. cái ngơ nho nhỏ đâu ạ bao nhiêu anh chị đây là có ngơ nho nhỏ đâu ạ anh chị công nhận như thế không ạ đúng và chính xác như thế và năm 18 tuổi cho đến năm 25 tuổi các anh chị theo bắt đầu vô Sài Gòn và lập nghiệp làm việc kiếm tiền và theo nhận ra rằng là theo phải tự do tài chính và theo phải tự do thời gian thì thưa mới có thể quay trở về nhà ở bên cha mẹ của mình được chứ không là mình sẽ đi biền biệt giống như người ta đúng không ạ xa cha xa mẹ xa gia đình đến khi mà cha mẹ của mình không còn không còn sống nữa thì mình mới về đó <laughs> các anh chị nha thì theo không muốn phải sống cái cuộc sống như thế các anh chị anh à nên là em theo đã phải ra quyết định là mình phải tự do tài chính và tự do thời gian trước cái độ tuổi trước khi mà cha mẹ mình để mình còn có thể về sớm kịp đoàn tụ với cha mẹ mình các anh chị ha và ngày hôm nay các anh chị rất là tuyệt vời À, các anh chị biết không ạ năm 18 tuổi đến năm 25 tuổi Theo chỉ đi tìm một câu trả lời thôi chỉ đi tìm cho mình một con đường mình đi làm rất là nhiều công việc mình đấu rất nhiều ngành nghề mình chỉ mong rằng là mình sẽ nhanh chóng dư giả về tiền bạc và nhanh chóng à, có một cái sự thành công gì đó để mình có thể được cha mẹ mình ngưỡng mộ để mà cha mẹ của mình có thể là nở mày nở cái mặt ra à, để mà cha mẹ mình yên tâm với mình rồi để cha mẹ của mình có thể là gì tự hào về mình để cha mẹ của mình được phụng dưỡng hả các anh chị à, cái mục tiêu nó nho nhỏ vậy thôi các anh chị nha bao nhiêu số anh chị đây mình cũng có cái mục tiêu như vậy ạ <laughs> cho em hỏi các anh chị là mục tiêu đó các anh chị anh chị đã đưa ra vào năm anh chị bao nhiêu tuổi và cách đây bao nhiêu năm rồi ạ Uh, anh chị đã đưa ra vào năm bao nhiêu tuổi cách bao nhiêu năm rồi các anh chị yes và theo cũng có một cái mục tiêu nó nho nhỏ vậy thôi các anh chị 10 năm rồi á à? <laughs> xin chúc mừng các anh chị Ồ, 20 năm rồi á à. cho khủng khiếp cái gì ghê vậy cho em thấy em năm mà em thấy em uh, 10 tuổi 18 tuổi 25 tuổi là em thấy em đỉnh cao thế giới rồi mà các anh chị tới 15 năm 20 năm năm ai 30 năm Nên em coi thứ 30 năm là anh chị nào cái gì khủng khiếp vậy các anh chị, 30 năm á, wow, rồi có anh chị nào 40 năm rồi 50 năm trời ơi, 50 năm, trời ơi, cái này 50 năm có nghĩa là anh chị ra quyết định xong rồi anh chị trông nó luôn đúng không, anh chị đưa ra quyết định xong rồi anh chị trông luôn quyết định đó đúng không, rồi 30 năm sau mới lục ra đúng không, trời ơi, em nói anh chị là em ra cái quyết định đó năm em 18 tuổi, là 18 tuổi, 40 năm trời ơi chị Mai, 40 năm ghê vậy trời trời ơi các anh chị ơi vậy thôi phải nhanh chóng thôi anh chị phải nhanh chóng phải 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 phải, phải giác ngộ cái kiến thức này lẹ lẹ thôi chứ lâu quá rồi Hai, các anh chị à chị chúc cho những anh chị nào 30 năm 40 năm 30 năm 7 25 gì đó thì thì coi như là một năm tới là mình xong luôn đi các anh chị ha à? Ừ uh, cái năm 2023 đây là coi như là mình xong luôn rồi Thế thì em theo cũng chỉ có năm 18 tuổi thôi các anh chị thì cho đến năm 19 20, 20 21 22 23 24 đấy hai hai ba tuổi thì theo cũng đi tìm cái con đường đó các anh chị ha thì theo cũng học đi tìm thì mình thông qua gì ạ mình đi làm mình đi kiếm công việc mình làm rồi mình rồi mình tìm người nọ người kia mình học rồi mình đi đi học cái nọ học cái kia học cái học cái sọ học cái này rồi đi làm hết cái này tới cái nọ chỉ để mình đi kiếm cái con đường thôi các anh chị nào giống vậy không ạ và kiếm hoài kiếm hoài học hoài học quý học qua học lại học tới học lui làm hoài làm quý thì thời gian năm tháng nó cũng trôi qua các anh chị ha cứ sáng thì dậy sớm mày mò rồi đi làm rồi rồi, rồi, rồi tối về rồi cũng mày mò rồi thức đêm thức khôn rồi 12 giờ mới ngủ thì cứ ngày nào nó cũng vậy hết trơn á rồi lo với lắng lắng với lo lo là mình không khỏe lo rồi bị bệnh nọ bệnh kia rồi lo là cha mẹ mình không biết ở nhà có khỏe không rồi lo rằng là không có tiền ăn rồi lo rằng là học không có qua môn rồi là, là, là lo cái vụ là yêu đương nhân yêu đương rồi các kiểu thứ nữa cũng phải yêu đương nữa các anh chị cũng phải đủ cái trò lắm rồi rồi lo rồi bạn bè của mình nó ghét mình rồi lo thầy cô họ không có coi trọng mình cho nó có nhiều cái niềm lo nhiều cái nỗi lo lo nhiều hơn là mà nhiều số anh chị ở đây có một cuộc sống mà lo nhiều hơn là sướng đâu các anh chị ơi đâu anh chị nào đâu anh chị nào đây mình nấu lo, lo nó nhiều hơn là cái nỗi mà mình sung sướng đâu ạ trùm lo đâu là bao nhiêu chỗ gì trùm lo đâu ạ trầm trùm lo đâu trùm lo đâu còn mẹ em biết em coi là trùm người ta là trùm sao đen không mà là trùm lo <laughs> mà em cũng giống các anh chị thôi em cũng trùm lo này các anh chị lo riết rồi cái người em nó còn cái nấm xương em nói thật các anh chị nha cái lúc mà cha mẹ em đẻ em ra nó nuôi em không lớn em chả lo gì hết các anh chị mà cho đến cái năm mà em theo biết rằng là em cần phải kiếm tiền đó là từ đó mắt bắt biết lo tới giờ luôn. Em xin lỗi, em lo cho đến cái năm mà em theo 25 tuổi luôn á. Lo còn cái năm xương không rồi anh chị thấy không? Xương cổ rồi dùng lên, rồi mắt nó lồi ra. Xương rồi không có cơ, không có miếng cơ gì hết trơn anh chị. Không có miếng sức gì hết trơn, da thì đang thui thui thùi lùi. Ờ, anh, anh chị nào là ban tổ chức thì mình diệt anh chị vào giùm em nha. Em thấy như anh chị ngoài phòng trợ hơi nhiều á. Ờ, mà em mà vừa chia sẻ mà vừa diệt nữa chắc tới mùa quýt <laughs> các anh chị nha. Rồi, à, những anh chị nào ban tổ chức thì giúp em duyệt những anh chị ngoài phòng chờ vào ha. Thì rất là đông luôn, gần trăm anh chị ngoài phòng chờ á. Hai các anh chị nhá, Thì anh chị nhìn thấy cái hình em không ạ? Nó lo quá nó vậy đó các anh chị. Anh chị có vậy không? Thế thì rất là rất là không có hề đó các anh chị bởi vì sao? Bởi vì mình không biết làm cái gì để cho cuộc sống của mình nó tốt đẹp hơn. Mình không biết làm cái gì cho cuộc sống của mình nó tươi đẹp các anh chị Vậy nói với anh chị là cuộc đời của em trong cái thời gian đó là chỉ có lo với lo và lo. Lo cộng với sợ. Các anh chị hiểu mà một cái người mà, mà mở mắt ra là lo, nhắm mắt lại ngủ là sợ, sáng thức dậy là lo, lo rồi nhắm mắt lại là sợ. Em hỏi các anh chị một cái cuộc đời như vậy, sống như vậy thì còn gì là vui sướng nữa các anh chị ơi. Anh chị hiểu không? không? Mà em sống như vậy bao nhiêu năm anh chị biết không ạ? Từ 18 tuổi, 18 tuổi cho đến năm 23 tuổi. Thế là em mới gọi điện về cho mẹ Em nói rằng là mẹ ơi um, Con làm cái gì nó cũng không thành công hết đó mẹ ạ Con làm cái gì nó cũng thất bại hết mẹ ơi Rồi em vay tiền của người Em vay tiền của cha mẹ mình để em lập nghiệp Em vay có 10 triệu thôi Mà em lập nghiệp mà em thua, thua, thua lỗ phá sản <laughs> Vay có 10 triệu thôi mà lập nghiệp cũng thua lỗ phá sản Phá sản ra 20 triệu Rồi cuối cùng cha mẹ em là cái người phải trả cái khoản tiền đó chứ ai các anh chị mình đi lập nghiệp để mình kiếm tiền Mà cuối cùng mình lại gây cái cái nợ cái khổ cho cha mẹ mình thêm rồi anh chị biết không mà em học đại học á cái bằng đại học của em nó cũng không ra gì luôn cái bằng đại học của em nó cũng không có khá được các anh chị đấy thì đứng trước cái ngưỡng cảnh là gì ạ mình học thì cũng không ra gì mình đi làm thuê thì cũng không có được cái công ăn việc làm nào tốt đẹp hết chỉ có đi làm thuê mấy công việc như là phát tờ rơi rồi đi đi bán buôn bán hàng rong rồi rồi gọi là đi làm phục vụ nhà hàng rồi các kiểu thứ chứ không có cái nghề ngỗng nào nó lên trò lên trống hết các anh chị rồi em theo cũng tham gia những cái cuộc thi diễn viên điện ảnh rồi em theo cũng bon chen vô cái giới nghệ thuật em đi thi giọng ái giọng ai rồi thích thích danh hài rồi ha em cãi cha cãi mẹ em em đi thi bỏ vô sài gòn thi cử rồi các kiểu thứ rồi nó cũng không có nào lên người lên trò hay các anh chị không có cái cái nào nó nó, nó thành đạt hết thế là em mới điện về em nói với mẹ em là mẹ ơi con uh, thất bại rồi mẹ chứ con không có thành công được rồi uh, con hứa với mẹ là con sẽ đi làm con kiếm tiền con về con uh, phụng dưỡng cha mẹ mà con hứa gần 5 năm trôi qua rồi mà chưa có ngày nào con làm được hết Đấy, các anh chị ha và về nhà anh chị biết không mấy cái bon, bọn bọn uh, cái bọn mà cho vay nặng lãi nó gọi điện cho cha em nó nói rằng là con gái của ông á nó vay tiền của tôi nó không trả nè bây giờ cái tiền lại cái tiền mà anh ông phải trả bây giờ ông không trả tôi phải kiện nó ra tòa anh chị chạy nó ô nhục Nó nhục nhã mà không nó nhục nhã mà không có cái chỗ nào em che mặt được và cha của em á sợ em bị mẹ em la và cha em phải âm thầm âm thầm gom góp tiền mà đi trả cái khoản nợ đó cho em các anh chị em nói các anh chị rằng là nó đau nó sốt <laughs> em không có cái nỗi đau nào mà nó đau bằng cái chuyện mà mình gây lên nợ xong rồi mình bắt cha mẹ mình trả nha anh chị đi kiếm tiền à để mà kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ mà mình lại đi gây họa cho cha mẹ mình khổ thêm cái anh chị em nói các anh chị cái nỗi đau nào nó không bằng cái nỗi đau đó em nói anh chị là em không thể nào sống với cái nỗi đau đó được các anh chị mà em phải chịu cái cảnh cái cái áp lực đó trong suốt một thời gian dài và hai năm trôi qua các anh chị ha Em mới về quê mà em nói là thôi con về quê đi Mẹ có rau ăn rau, có cá ăn cá Con ăn với mẹ Mẹ nuôi con Con không cần phải đi bươn chải làm cái gì cái Sau đó là em mới quay trở về nhà Em sống với mẹ mình mà ở với mẹ Thì ở với mẹ thì anh chị biết rồi Suốt ngày căng bám cha mẹ Thì cha mẹ nào mà ưng Không có cha mẹ nào ưng hết á Thế là cái làm em mới bắt đầu tìm kiếm ở trên mạng xã hội rồi mình cũng kinh doanh mình cũng buôn bán rồi em cũng đi kiếm công ăn việc làm em làm em làm cũng được 3 triệu một tháng các anh chị. Đi làm thuê đó, 3 triệu một tháng. Thì cha mẹ em mới mua góp góp cho em một cái chiếc xe. Em nói anh chị là đi nấu cái chiếc xe mà em đi cha mẹ em cũng phải mua. Cha mẹ em phải góp từng đồng các anh chị ạ. Trắng bánh tráng á, trời nắng non này kia cha mẹ em phải bán một cái bánh tráng là 2.000. Và và dậy từ 3 giờ sáng đi mà mấy bột để mà tráng một cái bánh 2.000. À, bán được một cái bánh tráng là 2.000. 10 cái bánh tráng là được ờ uh, hai chục nghìn các anh chị và hai trăm cái bánh trái như vậy nó mới được là gì ạ hai trăm nghìn một à, trăm cái bánh trái như vậy mới được hai trăm nghìn hai các anh chị ha mà 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 một ngày mẹ em làm như vậy là được hai trăm nghìn thôi mà mẹ em nói rằng là mẹ con biết không một ngày mẹ làm như vậy là hai trăm nghìn nhưng mà mẹ đi chợ mua đồ ăn cho gia đình mình là hết một trăm rồi con à còn một trăm tiền gạo tiền đồ nên là mình không có dư gì hết đó con Ờ, mà anh chị biết không mà mẹ em đã phải tích góp bán từng cái củ sắn bán từng cái này kia để góp cho em một cái chiếc xe gần 40 triệu để em đi mà em lái cái chiếc xe đó em đi mà em xót xa trong người em ghen anh chị cái chiếc xe duy nhất trong cuộc đời để mà di chuyển thôi á mà cũng là mẹ mình cho mình em nói nó tồi tàn nhưng mà nó hết cỡ nói luôn các anh chị mà cái năm em 18 tuổi em em, em hùng vĩ lắm con là đi lập nghiệp con sẽ thay đổi cuộc đời con sẽ phụng dưỡng cha mẹ Mẹ em nói anh chị rằng là 5 năm, năm sau em quay trở về với tay trắng Mà mang một cục nợ trong người Trong khi cha mẹ mình phải mua cho mình chiếc xe để mình đi Và anh chị biết không mà Em phải đi xe máy từ trong cái tỉnh nhà mình ở Trong cái cái, cái cái cái, cái 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 xã nhà mình Để đi ra cái tỉnh đó Đi ra cái tỉnh để mà Mà đi làm kiếm tiền mà 3 triệu một tháng đó anh chị Nợ mà tính tiền hao mòn xe Cái chiếc xe đó là mẹ em mua Nên là hao mòn một cái là em, em sót dữ lắm các anh chị Cái của nào mà mẹ em cho là em rất là sót Thế là em nói là bây giờ mà lương có 3 triệu Mà mình đi ra đi vô Đi đi tiếng rưỡi đồng hồ mới tới nơi các anh chị Mà đi ra đi vô như vậy là xe nó hao mòn Mà xe nó mòn thì sao là phải đi sửa Mà không sửa thì mẹ em xót xe mà mẹ, mẹ em buồn Mẹ em buồn thì em cũng buồn Mẹ em mà xót thì em cũng xót Mẹ em xót một em xót 10 các anh chị Thế là em nói là thôi không được rồi Mình không thể nào mà đi làm cái kiểu này được Lương 3 triệu không đủ sửa xe nữa trời ơi một lần sửa xe mất 2 triệu trời mỗi lần đi là em phải vỗ chiếc xe xe ơi mày an toàn nha xe mày mày phải an toàn để tao đi làm để kiếm tiền chứ mà mày bị cái gì là tao không có tiền sửa mày đâu nha thế là mỗi lần đi là phải vỗ cái chiếc xe phải cảm ơn cái chiếc xe nha các anh chị và nhiều khi em đi mà em sợ <laughs> em sợ em dẫn cái chiếc xe cái 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 thằng nổi tới là làm cái chiếc xe em coi như thâu em về chắc mày... <laughs> chắc mẹ em khóc luôn quá <laughs> em mẹ cái chiếc xe đó của em mà ai mà lụm cái rồi luôn cái trời ơi em nói em đi mà em sợ cái chiếc xe em bị ai lụm lắm tại vì cái tài sản của em nó chỉ có chiếc xe đó thôi đó thế là em đi làm 3 triệu một tháng rồi em mới em mới tập tành kiếm hàng và bán này kia em ra quyết định là em kiếm 5 triệu thế là em làm làm sao nó cũng lấy 5 triệu các anh chị nó lên được 5 triệu cái sau cái em mới em mới ra quyết định là thôi bây giờ mình kiếm 10 triệu đi cái là em mới nhập hàng vậy em bán buôn này kia nó cũng ra được 10 triệu 10 triệu nhưng mà 10 triệu nó không có cầm trên tay 10 triệu nó nằm chỗ nọ một ít chỗ kia một ít rồi nó không có 10 triệu trên tay các anh chị thế thì cũng cơ may nó cũng rất là hay nó hay là vũ trụ hậu thuẫn sao không biết thế là em cũng có cái bà gì á bà biểu em là lên dạy cho con của bà à, lên dạy dạy kìm á cái em kèm tiếng anh tự nhiên nhỏ nó giỏi các anh chị nó học nó học từ 3 điểm nó lên nó lên bảy điểm Hmm. tại vì hồi trong sài gòn là em bỏ tiền em đi học tiếng anh mà cái xong rồi tự nhiên cái bà gì đó bà, 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 kêu là thôi, thôi, thôi uh, con của gì con của mở sao nó học tiếng anh nó dở quá con ơi thôi con lên con kèm cho nó đi cái em lên em bẹ bẹ đâu giật dài bữa cái tự nhiên không biết sao mà nó học từ từ một hai điểm nó lên bảy điểm Trời ơi tao nói cái cả cái số đó, nó nó đồn cho con nhỏ kia nó dạy hay lắm nó dạy làm sao mà con nhỏ học từ một điểm lên bảy điểm cho nó giỏi cái xong rồi cái um... Alo alo alo, dạy cho con con gì để cô? Con ơi con lên con dạy cho 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 con cô đi con ơi, con lên con dạy cho trời ơi. Lúc đó em có thêm cái nghề mới các anh chị. Cái nghề đó chính là nghề dạy kèm tiếng Anh. Trời ơi ta nói, tự nhiên cơ hội đưa đấy. Thế là cho em cái lương 5 triệu một tháng. Cái lúc đây mới kiếm được 5 triệu một tháng là nhờ cái vụ đó đó. Rất là hay các anh chị ha, tự nhiên em ra quyết định kiếm 5 triệu một tháng cái là vũ trụ để đưa tự nhiên có nguồn lực anh chị thấy không? Nhưng mà nhưng mà ra quyết định có 5 triệu thôi thì nó có 5 triệu Nhưng nó không có hơn <laughs> yes Cái xong rồi em cũng ra quyết định em kiếm 10 triệu này kia thế rồi em cũng bắt đầu nhập hàng về em bán em bán em bán em bán hoài cái nó cũng được nó cũng được 10 triệu nhưng nó được có một tháng à hai cái anh chị cái xong rồi em cũng vay tiền góp góp mấy cái tiền mà mình làm ăn đó em có góp lại em nhập em em nhập 50 triệu tiền hàng về em bán nhưng mà cái năm 50 triệu mới chơi không được nha Cái xong bắt đầu phá sản vỡ nợ Tại vì sao bán không được Nhập hàng về bán bán không được Thì phá sản vỡ nợ chứ gì nữa các anh chị Cái xong rồi em ngồi em nhìn cái đóng hàng đó Em nói rằng là Bây giờ có cách gì mà cái hàng đó nó tự đi được không trời Chứ giờ bán thấy khổ quá Sao bán hàng mà thấy ngày nào mình rau cũng ai mua hết trơn vậy trời bây giờ có cái cách nào hàng nó nó tự đi không chứ bây giờ ngày nào cũng lên rau hàng em nói anh chị rằng là ngày nào em cũng lên em mở lên em mở facebook lên xin chào anh em dạ anh em biết không mình muốn đẹp á, là mình phải mình phải rửa sữa rửa mặt gì nè đó đó rồi anh em muốn đẹp á, là anh em phải tẩy da chết rồi anh em phải đánh, đánh thải độc em bán thải độc da mà anh em ngày nào cũng đúng đi đúng đủ đều cứ 8 giờ ăn cơm xong rồi 8 giờ lên là Xin Chào mọi người. Ừ, bây giờ theo sẽ hướng dẫn các anh chị chăm sóc da trước khi đi ngủ nha. Ok rửa mặt. <laughs> Trời ơi, em thấy cuộc đời của em sao mà nó, nó 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 vô giá trị quá. Sống gì mà cứ tối nào cũng lên mà em nói anh chị là livestream không ai coi. Một người coi cũng không có nữa. Mà ngày nào cũng làm hết, em không hiểu là em làm vì cái giống gì. <laughs> mà ngày nào cũng lên xin chào mà không có ai ở đó hết trơn không có ai coi hết á trời không có ai coi lên chim mà ngồi chào như đúng rồi vậy các anh chị vui lắm các anh chị ha em làm 30 ngày các anh chị ạ cái xong cái có con cháu á con bé cháu nó kêu là thôi bán cho em cái chai sữa rửa mặt đi chờ ngồi tao nói nó mừng hết lớn bán sữa rửa mặt hay mừng hết lớn cái xong rồi em mới có một cái câu hỏi rằng là có cái cách nào mà hàng nó tự đi được không? Chứ rau hàng kiểu này em thấy cuộc sống em nó vô nghị, vô vị quá. À. Ngày nào cũng lên live stream rồi cũng chào hỏi ba cái hàng hỏi sao thấy cuộc đời sao nó nó, nó, nó nhạt, nó tẻ nhạt quá các anh chị ơi. Thế là em đặt cái câu hỏi đó nó linh nghiệm các anh chị. Cái câu hỏi đó vậy chứ mà nó hay nha. Cái xong rồi <laughs> mọi thứ Thế là mọi thứ nó đẩy đưa cho em là đến với môi trường câu lạc bộ nè cái sau này em mới học được cái công thức là bán hàng bằng à, sức mạnh tiềm thức á cái em mới ngộ ra rằng à thì ra hồi xưa mình mới đặt cái câu hỏi đó mình đặt cái câu hỏi rằng là có cách nào mà giúp cho mình hàng tự đi được không mà mình không cần phải bán không có cách nào mà em đừng có rau hàng anh chị nào ở đây có vậy không ạ sao bán hàng em ngại cái rau hàng quá cái anh chị ơi Hả các anh chị cái sau này nó cũng có thì các anh chị thì trong cái thời điểm đó là em có đi làm thuê các anh chị ha em kể như thế này anh chị có mất thời gian các anh chị không anh chị có thích nghe không thôi ráng nghe chút xíu để cho nó đầy đủ câu chuyện nha cho đến nó, nó hụt trên hụt dưới rồi không hiểu <laughs> cái à, em mới bắt đầu trong cái thời điểm đó là em có đi làm thuê các anh chị em không nói nhanh được các anh chị cái giọng em ở đây nó hơi bị hạn hiệp em đang ở cái tuổi dậy thì các anh chị nên là tiếng nó bể <laughs> nó bể tiếng à đang dạy thì các anh chị em dạy thì đợt ba rồi <laughs> bé tí bé tí anh chị có vui không thì em nói anh chị là trong cái thời điểm đó là em có đi làm thuê cho một ông chủ mà em gọi cái anh chị là ông chủ này là ông chủ tốt nhất thế gian luôn rồi ông tốt nhưng mà ông không trả tiền lương cho anh chị ông tốt bụng có nghĩa rằng là anh chị muốn làm gì đó làm đi đi làm mấy giờ đi rồi nguyễn sau là hoàn thành nhiệm vụ là đi về ông không có nói tiếng nhỏ gì hết trơn á nhưng mà tới tháng ông không trả lương tại vì sao mà ông làm ăn nó không có <laughs> ông làm ăn nó thua lỗ này không có tiền để trả lương các anh chị ạ mà em nói với anh chị là ông là ông chủ tốt nhất thế gian rồi tại vì ông có la không có rài gì chân á mà em nói với anh chị rằng là có lương không trả thôi mà đi làm là mình vì đồng lương mà anh chị <laughs> mà lương không trả các anh chị biết không ông làm là bên cửa ông chủ ông làm cửa cứ nhôm kính xin pha rồi đó cái em theo mới xin vô rồi. dạ anh anh cho em đi làm đi anh trả lương 3 triệu một tháng trời ơi nói anh chị là xin được cái công việc mày mừng hết lớn 3 triệu một tháng đó thế thì ổng mới ổng chủ ổng tốt mà cái vấn đề ổng không trả lương với anh chị thì tới tháng ổng có lương thì làm gì ăn cái anh chị ơi ổng không trả lương cho em cái cuối cùng em đi làm á em là em là nhân viên sale mà cứ mẫu lần mẫu sáng ra là ổng đưa cho em một sắp tờ rơi vậy nè và em phải đi tới cái chỗ mà, mà cái kiếm mấy cái nhà đó nhà nào mà đang làm mà chưa có cửa đó là em vô Trời ơi, mình ten ten mình vô. Chị ơi chị, uh, cái nhà của chị khi nào mà xây xong á ha, là chị, uh, chị, chị alo em nha. Chú ta nói cái chỗ đây mà làm cửa, là em nói cửa, 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 cửa xịn xịn không chị? Cửa mà hàng xịn không mà cửa đẹp không à? Hai cái anh chị ha, trời ơi, em là em phải xách xe máy em đi. Em chạy vòng 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 cái tỉnh đó, để em kiếm cái nhà nào mà đang xây mà không có cửa đó. Em nhảy vô em chào hàng liền. Thì em cũng chào cái xong cái là về nhà, về cái văn phòng đó thì em thấy rằng là khách hàng họ tới khách hàng họ tới họ mới giao dịch với ông chủ họ chỉ một lần 500 triệu các anh chị cái em ngộ nhìn chỉ 500 triệu á trời ơi, sướng vậy trời em ước gì em cũng có 500 triệu nhưng mà cái nhà đó là em đi kiếm mà mà sao tiền đó là vô ông chủ khách hàng chuyển tiền cho ông chủ ông chỉ cho em ở trên cái thư mời nó ghi rằng là nó ghi tay ông chủ nó ghi số điện thoại ông chủ nó không ghi số điện thoại của em các anh chị ơi mà ông chủ nó ngồi ông nhận 500 triệu còn em lại em phải lặn lỗ ngoài nắng em đi nó hao mòn xe anh chị biết chiếc xe là em cưng như trứng hứng như hoa rồi đúng không chợ nó hao mòn xe mà mà mình mình nói rã cái miệng luôn cái em mới ngồi em suy nghĩ ủa rồi mình làm rồi được cái gì 3 triệu một tháng mà mà có khi ông không trả lương nữa rồi 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 ai biết ông có trả hoa hồng cho mình không rồi ví dụ như mình kiếm được khách hàng rồi ông trả cho mình bao nhiêu Cùng lắm là ông chủ ông cũng tăng cho mình lương 5 triệu một tháng Nhưng mà ông tiền ông về tới 500 triệu lần Trời ơi không chấp nhận được các anh chị Em nói em không chấp nhận được em không thể nào đi làm gì được không Chứ là qua ngày hôm sau em đâu có đi làm nữa đâu Em mới lái xe vô bụi Đen. Vô bụi em dẫn xe xuống Mà em ngồi em đọc sách cho anh chị Em nấp vô bụi tre em ngồi em đọc sách cái mà em cái có người đi ngang qua là em lo em che cái đầu lại em sợ ông chủ <laughs> em sợ ông chủ cũng thấy trời ơi lỡ đâu ông đi kiếm ra mình thì sao ngồi đọc sách mà lòng thấp thổn lo âu có khi nào ông chủ không ra ông điều tra mình ông ta hai à, các anh chị và em làm được như vậy là ba ngày đi làm một cái thấp thổn lo âu tại vì sao ạ mình đi kiếm khách hàng á thì khách hàng nó vô tiền ông chủ mà mình không đi làm á thì ông chủ ông đuổi việc mình sao cái xong rồi em mới quyết định là thôi thưa ơi mày sống như thế mày không thể sống như thế được Suốt ngày mình đi làm mà mình cứ núp 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 kiểu này là mình không có giá trị Thứ hai nữa là gì ạ à? Mà mình làm chăm chỉ thì mình lại không có tiền Tiền nó vô tiền ông chủ hết Thế là em mới nói rằng là bây giờ một á, là mày đi làm chăm chỉ lên Kiếm khách hàng cho ông chủ Biết đâu ông trả cho mình lương 5 triệu một tháng Thì ok Còn hai á là mày phải nghỉ việc Mày tự mày đi kiếm cái khác mày làm Chứ mày không thể sống theo kiểu này được Anh chị hiểu không Và lúc đó em phải đứng giữa hai cái sự lựa chọn Bởi vì em nói anh chị là ông chủ này là ông chủ tốt nhất thế gian rồi Em mà nghĩ gì á Là chưa chắc em tìm được một ông chủ tốt bằng ổng Nên là em mới nói là mẫu cơ là mày phải đi làm Mày phải ráng mày làm làm sao mà ổng có tiền ổng trả cho mình 5 triệu một tháng cũng được Còn hai là đi nghỉ đi Anh chị biết em chọn cái gì không anh chị biết em chọn cái gì không à? dạ đúng rồi đó em chọn nghỉ làm em chạy về em nói là chị cái toán ơi chị cho em ứng hai triệu đi em ứng hai triệu xong nghỉ luôn tại vì sao tại vì phải ứng tiền chứ không là đỡ ông trả tôi mua quyết không có trả tiền anh chị ông đó nói ông chủ nghèo mà ông chủ nghèo ông chủ bị phá sản ông thế là sau khi em nghỉ được hai tháng ông cũng phá sản ông nghỉ việc luôn em nói các anh chị rằng là em rất là biết ơn cái quyết định ngày đó Vậy thì em em mới bị rớt vô một cái tình thế là gì anh chị biết không? Rớt vô cái tình thế đó chính là em sẽ không bao giờ đi làm thuê nữa. Tại vì em ông chủ đó là ông chủ tốt nhất rồi mà em đã nghĩ gì có nghĩa là em đã quyết là em không đi làm nữa. Kinh doanh buôn bán thì anh chị biết rồi. Một đống hàng ngồi trước mặt. Bán hàng thì không chịu bán hàng. Đi làm thì đòi nghỉ lây ngồi nghỉ xuống. Bằng đại học của em thì đi xin việc sẽ không bao giờ được. Tại vì không phải là bằng giỏi. Mà đi xin việc thì phải phải cha mẹ phải nhả tiền ra lúc đó, đó cơ thể của em thì nó không có đẹp nó giống như lần là cái cục xương di động vậy đó thì em hỏi các anh chị rằng là có cái chồng đại gia nào mà ngó ngắm, ngắm với em không chắc chắn là không em rớt vô cái tình thế là gì ạ à? thứ nhất cái cửa đi lấy chồng đại gia là không bao giờ có thứ hai cái cửa mà được cha mẹ mình hậu thuẫn là không bao giờ có tại vì cha mẹ em không phải là ông bà to ông bà lớn cái thứ ba đi làm thuê thì sao ạ làm không nổi xin nghĩ lại nghĩ xuống cái thứ tư bán hàng thì lười như khỉ bán không được hàng thì đòi tự nó đi bán hàng mà đòi tự, hàng tự đi chứ không bao giờ đòi bán thế em hỏi anh chị rằng là đứng trước cái ngưỡng cửa đó em mới phát hiện ra rằng là em không có năng lực kiếm tiền đó anh chị và em đã từng nghĩ đến cảnh rằng là em sẽ đi mua cho mình một cái bảo hiểm để khi mà em lỡ em có đai thì cha mẹ em cũng hưởng ít nhiều gì em một chút xíu. Anh chị nghĩ hiểu không? Em nghĩ tới cái mức bằng cùng như vậy đó các anh chị. Tại vì em không làm ra tiền. Em, em nghĩ rằng là cha mẹ em đẩy em ra. Em chưa làm được gì cho cha mẹ mình hết. Mà mình ngồi mình cứ sợ rằng mình sợ một ngày mình bị đai. Mình bị ngủng khỏi cuộc đời này. Mình chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ mình hết các anh chị. Mình còn gây nợ gây quả cho cha mẹ mình nữa em mới từng nghĩ đến cái cảnh là thôi mình ráng mình đi làm mình mua một cái bảo hiểm cũng được thì khi nào mình có đai mình rời khỏi cuộc đời này ít ra cha mẹ mình cũng có cục tiền đó là suy nghĩ của người dạ, à? thấp thấp kém các anh chị đó là suy nghĩ của những người mà gọi là ạ? À? nó rất là bằng cùng của xã hội luôn á thì anh chị vừa hiểu rằng cái thời điểm đó em nghĩ được em nghĩ như thế là anh chị biết là em bằng cùng cỡ nào rồi thì anh chị nghĩ đi Đi làm thuê thì làm không được Đi kinh doanh bán hàng thì bán không xong Đi xin việc thì cũng không chịu đi Bằng cái bằng học của mình thì không có tiếng nói Cha mẹ thì mình cũng không có dấu để nâng đỡ mình Sắc đẹp thì cũng không có Phải gì, thì lấy đâu lấy chồng đại gia mà mà mà, mà giớt mình được Thế là em chỉ có một con đường duy nhất thôi các anh chị Đó chính là em phải thay đổi Chỉ có một cách duy nhất là em phải thay đổi thôi và lúc đó em ngồi em khóc với cuộc đời luôn Và em nói rằng là bây giờ Phải có cái cách nào đó thôi Mình không thể nào sống như thế này được Mình không thể nào sống tiếp như thế này được Và cái ước mơ mà Mà, mà, mà mình phải phụng dưỡng cha mẹ của mình đó các anh chị Năm 18 tuổi em đã nói là em phải phụng dưỡng cho cha mẹ của em Mà năm 25 tuổi em còn tay trắng các anh chị Mà còn ăn bám cha mẹ nữa em nói chị là cái nấu đau nó nó xót xa và đến cái lúc đó là em rất là bằng cùng của xã hội luôn rồi và em mới nói rằng là bây giờ có một cái cách nào đó mình phải thành công trước tuổi 30 mươi các anh chị và năm đó em theo 25 tuổi nếu như trước 30 tuổi mà em vẫn chưa phụng dưỡng được cha mẹ của mình thì không thể nào chấp nhận được các anh chị và lúc đó em đã đưa ra quyết định là em phải thành công trước tuổi 30 thành công ở đây là em phải lo được cho cha mẹ của mình. Và xin thưa với các anh chị, năm nay em theo chưa tròn 30 tuổi. Yes. Yên vợ không ạ? Và cái quyết định đó nó đã thay đổi cuộc đời của em. Và em nói các anh chị rằng là em không phải là người lười biếng nha. Em là một người chăm chỉ. Em rất chăm chỉ làm việc các anh chị. Và chưa có đêm nào mà em ngủ sớm mà thức dậy muộn hay đó. Em chưa bao giờ thức dậy Sau 6 giờ sáng Và em cũng chưa bao giờ ngủ trước 11 giờ đêm Từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn các anh chị Làm việc rất nhiều Nhưng mà thành quả không được bao nhiêu Chỉ có một cái mong ước Là mình có thể phụng giữ được cha mẹ mình thôi Mà không bao giờ được thì, thì cái vấn đề nó đến từ đâu? Nó đến từ việc không phải là em lười Không phải là em gì không giỏi Nó đến từ việc là em bị thiếu kiến thức các anh chị Nha các anh chị nha Và em rất là may mắn là em đã đưa ra cái quyết định đó Chính là em phải thành công trước tuổi 30 các anh chị Em không biết là ngày hôm đó là cái cơn gió nào nó nó đã tạt vô người mình à, Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời đã đẩy đưa Thành ra em phải đưa ra quyết định đó Và các anh chị biết không ạ? À? nếu mà các anh chị có mặt trong môi trường câu lạc bộ đây họ sẽ dạy cho các anh chị cách đưa ra quyết định và em cũng sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách để mà anh chị đưa ra quyết định anh chị không cần phải đợi cuộc đời nó dập các anh chị để anh chị mới đưa ra quyết định anh chị sẽ có hai cách một là anh chị để cho cuộc đời nó dập anh chị đã rồi anh chị mới đưa ra quyết định để thay đổi hai là ngay bây giờ anh chị quyết định anh chị thay đổi luôn đi anh chị ơi chị nói vậy tôi phải thay đổi ngay bây giờ ừ, còn không thì thôi anh chị đợi đi ha. <laughs> anh chị quyết định anh chị thay đổi thì anh chị đỡ bị dập giống như em ấy. Ừ. Hả các anh chị nhé. Và rất là tuyệt vời. năm Khi mà em theo đưa ra quyết định đó thì em theo đã gặp môi trường của câu lạc bộ các anh chị. Và nó cũng đẩy đưa. Cơn gió nó đẩy đưa. Cơn gió cuộc đời nó cứ đẩy đưa em tới môi trường của câu lạc bộ. Em gặp được người thầy của mình. Chủ tịch Trịnh Huy. Danh nhân Nguyễn Diễm đây là hai người thầy rất là tuyệt vời và những anh chị trong môi trường câu lạc bộ cái thời khắc đó em nói anh chị đó là cái 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 cho đến bây giờ mỗi buổi sáng thức dậy em đều hình dung tưởng tượng đến cái điều đến cái ngày mà em được gặp những người thầy thành công của mình và em còn biết ơn cái ngày đó nha anh chị ha họ đã chỉ cho em cách khai phá con người bên trong của mình chỉ cho em những cái cơ bản cái cốt lõi của một người thành công là như thế nào và em đã học và rèn luyện từ những cái cơ bản cho đến nâng cao. Từ cái cách học ăn học nói, từ cái cách là gì ạ, à? cái cách tư duy, cái cách suy nghĩ, từ cái cách là gì ạ, à? sử dụng những cái lời ăn tiếng nói cho nó phù hợp. Từ cái cách đi, cách đứng, từ cái cách làm kinh doanh, từ cái cách đối nhân xử thế đối với mọi người. Và cho đến ngày hôm nay, Theo đó là một chuyên gia về sức khỏe về mối quan hệ và về tài chính các anh chị em theo đã thành công trong cái việc em theo đã biến mình trở thành một con người hạnh phúc em theo đã có doanh nghiệp riêng cho mình có bất động sản có siêu xe có biệt thự cho gia đình cho cha mẹ có sức khỏe có một cơ thể khỏe mạnh có một nhóm trí tuệ ưu tú luôn yêu thương luôn quý mấy mà luôn ngưỡng mộ mình các anh chị nha thì vợ mà em nói anh chị rằng là ngày hôm nay em sẽ đã phụng dưỡng được cha mẹ của mình thì đã cho cha mẹ mình những cái bữa ăn ngon những cái bữa ăn bổ dưỡng mỗi ngày mà em nói anh chị là rất hiếm một người nào có thể cho cha mẹ mình một cái chế độ ăn mà nó đẳng cấp như thế và hàng tháng thì có thể rằng cái tiền mà theo phụng dưỡng cho cha mẹ mình đó, tiền lương theo gửi cho cha mẹ của mình đó nó bằng cả nửa năm cha mẹ mình làm việc đó các anh chị tuyệt vời mà và cái thành công lớn nhất của em đó chính là em phụng dưỡng được cha mẹ em là em mừng rồi các anh chị và cái thứ hai nữa đó chính là gì ạ mình đã trở thành một người phụ nữ được rất là nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ và anh chị anh chị có biết rằng là em theo đã có hàng trăm ngàn người theo dõi và yêu thương và ngưỡng mộ các anh chị nó đã đạt được cái ước mơ em đã có một cái ước mơ em trở thành người nổi tiếng và ngày hôm nay em cũng đã đạt được cái ước mơ đó tuyệt vời các anh chị ơi và khi mà mới đến với môi trường câu lạc bộ thì em mới biết rằng là đi du lịch vòng quanh thế giới thế trước đó thì cái phong cách sống của em là em chỉ phụng dưỡng cha mẹ của em là mừng rồi các anh chị ạ nhưng mà vào cái môi trường câu lạc bộ thì dạy cho cách chơi dạy cho cách ăn chơi Chứ hồi xưa chưa biết làm thôi các anh chị Dạy cho cách ăn chơi đây là gì ạ? Cái cách để mà mình nâng tầm cái cuộc sống mình lên Thấy gì mình uh, suốt ngày mình rú rú ở quê nhà Thì bây giờ cho ra thế giới cho biết đây biết đó Và cái chuyến du lịch đầu tiên em theo đến là em theo đến thành phố Dubai các anh chị Một chuyến du lịch này của em là cái số tiền Chuyến du lịch này là bằng cả năm cha mẹ mình làm việc hồi xưa các anh chị tuyệt vời không ạ và theo đều là trải nghiệm những cái dịch vụ của những cái người mà đẳng cấp có anh chị nào đâu có dubai chưa ạ anh chị có ngồi ở trên không anh chị ăn như thế này chưa hồi xưa mà em thấy ai mà chơi mấy cái trò này là em ngưỡng mộ lắm các anh chị nhưng mà không ngờ là bây giờ mình cũng được là được như thế chắc là cũng có nhiều anh chị ngưỡng mộ lắm đúng không mình cứ ngỡ như là một giấc mơ đâu mà và đây là cái tòa nhà cao nhất thế giới ở bên Dubai các anh chị. Anh chị hiểu rằng là được đứng ở trên cái tòa nhà cao nhất nó tự hào cỡ nào các anh chị. Mặc áo dài Việt Nam. Cờ vàng. Cờ đỏ sao vàng. Trời ơi, đi lạng chạng trong cái tòa nhà. Lên cái tòa nhà, chu cha biết bao nhiêu người ngắm nghía. Trời ơi, người Việt Nam đó hả? đúng 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 người Việt Nam đó tôi là người Việt Nam đó à, các anh chị ha tự hào về thế giới người Việt Nam cũng giỏi lắm nha đó và em có mấy cái video này cho các anh chị xem cũng khá là vui ha thì đây là cái tấm hình mà em cảm thấy rằng là nó rất là đẹp được đi du thuyền rồi các anh chị ha hồi xưa thì đi xe đạp rồi ta nói uh, đi xe máy đi xe quay <laughs> Còn bây giờ đi du thuyền các anh chị Nói câu lạc bộ dạy cho cách ăn chơi đó Ăn chơi là vậy đó Hồi xưa nó có biết chơi mấy cái trò này Biết đi làm thôi các anh chị ơi Nhưng mà sống mà chẳng lấy cái đi làm suốt này các anh chị phải biết chơi biết bời này chứ Thế là dẫn đi du thuyền anh chị biết không mà Đây là những cái tòa nhà đó, tòa nhà giàu có ở Dubai các anh chị. Biết du thuyền rồi ha. E aí

Rồi một chút cái hình ảnh để truyền cảm hứng cho các anh chị thôi ha Hơn là có thời gian để xin, uh, cho các anh chị xem nhiều hơn Các anh chị cảm thấy tuyệt vời không ạ Và cuộc sống của Theo thật sự ra thay đổi một cách ngoạn mục rất là nhiều Và thích phải nói với các anh chị là một cái điều tuyệt vời là năm nay Theo chưa tròn 30 tuổi Các anh chị ạ à? Và đây là một cái điều mà em rất là ngưỡng mộ uh, Rất là biết ơn luôn Nếu mà ngày hôm đó em không được gặp những người thầy thành công trong môi trường câu lạc bộ của mình Thì chắc cũng không có Theo ngày hôm nay các anh chị <laughs> Và em theo nói các anh chị rằng là em đã là một cái người trải đời rất là nhiều Bởi vì trong cái thời gian mà mình sống ở trong Sài Gòn Em bươn chải, em lăn qua lăn lại rất là nhiều thứ Thành ra là không có cái gì mà em không đụng vô hết đó các anh chị ạ à. Nhưng mà không em đã trải qua rất là nhiều cái môi trường Và không có cái gì nó có thể giúp cho mình thay đổi được Từ khi mà mình gặp được môi trường của con lạc bộ Nên là theo cảm thấy rằng là cái cái quý giá của môi trường con lạc bộ nó rất là đắt giá đắt giá ở đâu đắt giá ở chỗ là nó cho mình đúng cái thứ mà mình giúp cho mình thành công nó không cho mình thừa đâu các anh chị mà cho mình đúng thứ giúp mình thành công thôi và tôi cũng mong rằng là tất cả các anh chị ở đây ha mình cũng có thể được nhận đúng cái kiến thức mà các anh chị được học được và giúp cho các anh chị có một cuộc sống thành công và có một cuộc đời ngoại hạng được không các anh chị yes tuyệt vời không ạ và theo đó học tập và rèn luyện trong môi trường câu lạc bộ cũng gần 3 năm thì tôi cũng đã đúc ra đúc cái ra được ba cái điều rất là quý giá thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh chị cái điều đầu tiên các anh chị ha bao nhiêu số anh chị ở đây mình đã biết đến luật hấp dẫn không các anh chị ơi Yes, bao nhiêu số chị ở đây mình biết đến luật hấp dẫn Thì mình đã comment số 10 Còn chị nào không biết thì anh chị comment số 1 Được không ạ? Yes, ok ạ à. à, Đa số là các anh chị đã biết đến luật hấp dẫn rồi Nên theo không cần phải nói qua nữa các anh chị ha Yes, ok à, Và có một cái điều rất là tuyệt vời các anh chị à, Trước đây em theo không hề biết điều này Nên là cái bí kíp đầu tiên Cái điều cốt lõi đầu tiên á, Là các anh chị phải Làm cho mình luôn cảm thấy dư giả và đủ đầy Các anh chị ha Cái điều đầu tiên các anh chị cần phải Yes, cái điều đầu tiên là các anh chị cần phải làm cho mình cảm thấy dư giả và đủ đầy. OK mà. Và một cái hành trình làm giàu cho các anh chị nó rất là thoải mái. Nó chính là gì ạ? Nếu như các anh chị luôn cảm thấy dư giả và đủ đầy, thì các anh chị sẽ được ban tặng thêm. Còn nếu như mà các anh chị cảm thấy thiếu thốn, thì các anh chị sẽ. Gì sẽ bị thiếu thốn hoài luôn <laughs> và anh chị hãy nghe cái câu này nè người phàn nàn á kẻ phàn nàn á thì luôn thiếu thốn còn người nào biết ơn á thì luôn luôn đủ đầy các anh chị ghi câu này lại ha kẻ phàn nàn thì luôn luôn là thiếu thốn người biết ơn á thì luôn đủ đầy Anh chị nào á Cứ lắng nghe đi Thì sẽ giúp cho các anh chị Giác ngộ trong tầng tiền thức luôn Để các anh chị thay đổi ngày hôm nay Chứ không phải là để biết không nữa Dạ yeah. Dì ghi lại chưa <laughs> Vậy thì làm sao để cho anh chị luôn luôn có cảm xúc dư giả và đủ đầy đây đà? Nó có rất là nhiều cách cho các anh chị. Và trước đây em nói các anh chị rằng là em là người luôn luôn thiếu thốn. Các anh chị ha, theo là một bậc thầy thiếu thốn. Bởi vì thiếu thốn nên là lúc nào mình cũng là một trùm lo các anh chị. Trùm lo là khi nào ạ? À? Anh chị lo khi nào? Khi anh chị cảm thấy mình thiếu, mình sợ thiếu. Anh chị sợ cái gì ạ? À? Anh chị sợ thiếu tiền anh chị sợ thiếu sức khỏe, anh chị sợ không được yêu thương, anh chị ghi vô đi ạ. À. Những cái thứ mà anh chị sợ nè, sợ thiếu tiền, sợ không có sức khỏe, sợ không được yêu thương, sợ người thân trong gia đình của mình không còn ở bên mình nữa. Vậy thì cái câu nó rất là tuyệt vời đó chính là vậy. Thay vì anh chị không biết ơn nó Mà anh chị lại đi sợ những thứ đó Anh chị ha à? Vậy thì ngày hôm nay Các anh chị phải đổi được cái cảm xúc này Để mà đổi được thì thay vì anh chị sợ Thì anh chị hãy chuyển qua Là mình biết ơn những gì mình đang có <laughs> Thì nó sẽ làm cho anh chị có cảm xúc nó dư giả Hơn là cái cảm xúc sợ các anh chị ạ và mỗi anh chị ở đây năm anh chị 18 tuổi cho đến suốt cuộc đời các anh chị cần phải có ba cái thứ mà anh chị cần phải nuôi. Đó chính là anh chị phải nuôi trồng cho mình cái cây tài chính là cây tiền bạc. Anh chị nuôi trồng cái cây thứ hai, đó chính là cây hạnh phúc. Cái nuôi trồng cây thứ ba, đó chính là cây sức khỏe. Cây tiền bạc, cây hạnh phúc và cây sức khỏe. Đây là ba cái cây mà các anh chị cần phải nuôi dưỡng nuôi dưỡng và chăm sóc các anh chị ạ. À. Nhưng mà theo không biết các anh chị như thế nào. Nhưng mà từ 18 tuổi cho đến năm 25 tuổi theo không có nuôi cái thằng nào hết. Theo không có nuôi cái cây nào hết các anh chị. Cây tài chính, cây tiền bạc em cũng không nuôi. Cây sức khỏe cũng không nuôi. Cái cây mà gọi là cây mối quan hệ đó, cái cây hạnh phúc á em càng không nuôi các anh chị. <laughs> Mà chính vì mình không nuôi các anh chị ha Nên nó mới tè le từ lưa ra Mà cái vấn đề là mình không nuôi rồi Mà mình còn tạc axit nữa các anh chị Ghê chưa Người ta là người ta nuôi Người ta chăm Còn mình đó là mình đi tạc axit vô Ở đây rằng là, là tài chính Không có tăng nổi Tiền bạc á Vô túi được có ba chục ngàn thôi. Trong tài khoản không bao giờ có dư đến một trăm ngàn trong túi tiền á, thì không bao giờ dư trên 500 ngàn ghê chưa bởi vì sao bởi vì tạc axit cho nó mà sao nó lớn nổi các anh chị anh chị có biết là anh chị đã tạc axit vô cái cây tiền bạc các anh chị không anh chị có biết không nếu anh chị muốn biết em chia sẻ ví dụ cụ thể cho có không ạ à? anh chị nào ở đây mà mình tự tin là cái cây tiền bạc của các anh chị là anh chị không tạc axit đâu nói anh nghe không còn cái cây sức khỏe thì sao ạ <laughs> sức khỏe thì người ta nuôi dưỡng còn mình thì tạc axit cho nó nó ra vậy nè Cơ thể này là chỉ có tạc axit nó mới ra vậy thôi các anh chị ừ người ta nuôi dưỡng người ta chăm cái nó ra cái cơ thể nó mừng mở mừng mở mừng mở còn mình không biết mình nuôi cái kiểu gì mà nó ra vậy các anh chị hả à? ừ cái body anh chị như thế nào Anh chị nói em nghe coi anh chị nhìn vô body mình coi thử. Nếu mà nó 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 mừng mở mừng béo hả? Sao mà chị thích thiệt, tình quá vậy chị ơi? Trời ta nói cái chị gì mà thiệt tình dữ vậy? Đây là cái chị là trung thực này, ok này học hành thì được đó. Ha. Coi chị thì coi kèm gì dĩ mà thấy béo đây nè, bụng to trời ta nói sao trung thực dữ vậy các chị? Anh chị nào mà sẵn sàng mà comment lên đây em nói anh chị là xứng đáng, nó nó dễ thành công lắm tại vì anh chị sống nó là thực tế có sao nói vậy. <laughs> Chứ không có kiểu như là dấu dấu viêm viêm đúng không? Ừ. Bởi vậy nên là dễ thành công lắm đó nha. Ừ. À, mất mà đẹp à trời ơi, tôi nói bấm mỉm lắm, ok. Bởi vậy khi các anh chị hay hiểu anh chị nuôi sao mà nó anh chị có một số anh chị nói rằng là tôi mập là bởi vì tôi nuôi nó tôi tôi nói nó tôi nuôi giỏi. Không phải đâu các anh chị. Cái sức khỏe mà tốt với các anh chị, là body nó phải cân đối. Nó cân đối và nó phải tràn đầy năng lượng thì anh chị mới khỏe được có một số anh chị nói là tôi tôi nói anh nghe vợ của tôi đó tôi nuôi tốt lắm cái lúc mà ở nhà mẹ đó thì thì ốm nhốm nhất nhờ gì ở với tôi thấy không tôi lù đó này tôi nuôi tôi là tôi nuôi vợ là số một không ai địch lại vợ tôi từ ngày ở với tôi là thù lù một cục bởi vậy ta nói ta nói làm chồng là phải là vậy phải nuôi vợ là phải nuôi vậy <laughs> Trời nuôi một cục là thấy cũng hơi ghê đó các anh chị nha. Thế nên lần lại chúng ta cần phải xem xét lại cái cách mà mình nuôi dưỡng các anh chị ạ. À. Ừ. Thứ nhất là về cái sức khỏe. Thứ hai là về cái tài chính. Mà cái ba là cái mối, mối, quan hệ của mình. Mối quan hệ của các anh chị nè. Bao nhiêu số anh chị đây mình có mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu ạ. À? Bao nhiêu số anh chị đây mình có mối quan hệ giữa đồng nghiệp đối tác ạ. À? xếp với nhân viên ạ à. con với là cha mẹ à. mẹ với con ạ à. à, mối quan hệ giữa à, chị em ạ à. rồi em trai chị gái ạ à. chị gái em trai ạ à. vợ với chồng ạ à. cho em hỏi nè trong tất cả những cái mối quan hệ đó của các anh chị á có cái mối quan hệ nào mà nó mặn mà nó thấm thiết, nó ngọt ngào đầm ấm không ạ trừ những anh chị nào mà học rồi em nói nha ừ hôm nay tôi đón nha anh chị mới rồi xin chị học rồi thì thì ok ha có không các anh chị ơi? mà em nói các anh chị là từ 18 tuổi đến 25 tuổi em chưa bao giờ gặp một cái gia đình nào mà có mối quan hệ hạnh phúc với nhau hết em nói thật chính bản thân của em á giữa em với mẹ em còn mâu thuẫn Em không hiểu lý do tại sao mà mẹ mình cứ la mình hoài các anh chị. Em nói các anh chị là em sống mình thương cha thương mẹ. Mà em làm cái gì cũng bị la hết á. Làm cái gì cũng bị chửi hết các anh chị. Chửi từ đầu tới đuôi, chửi từ trong ra ngoài, chửi từ trên dưới luôn. Mà trong khi những gì mình làm là mình bị thương cha thương mẹ mình mà. Rồi em nói các anh chị rằng là mối quan hệ về yêu đương đó, các anh chị ha. Em nói anh chị là em quen không có người nào mà em, hỏi, em hài lòng hết trơn ai cũng yêu thương em rất là 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 nghiêm túc mà em không hiểu lý do sao mà em cứ quen người nào em cũng không hài lòng lúc nãy cũng so sánh rồi trời ơi bồ của thằng bồ của con kia sao mình nhìn đã nó đẹp trai mà sống cái nhìn bồ của mình sao còn chán quá trời trời suốt ngày tả ca xích không các anh chị Đây, Đấy đó là tả ca xích đó thế tả ca xích ghê không trời em quen em từ cái ngày em là em hầu sức em đi học em không có đẹp nha nhưng mà bồ em nhiều lắm các anh chị em quen nhiều lắm hết mời quen ai cũng được tháng để bỏ <laughs> tại vì cứ toàn tại ca xích không mà đâu có ai ở bên mình đâu tại ca xích riết rồi nó đi hết cái anh chị rồi cuối cùng là sao ế luôn không ai không ai ở bên cạnh luôn tại vì ai cũng tại ca xích hết trơn sao mà nhìn bồ các bạn mình sẽ nhìn nó ngon nhìn nó mừng mở sẽ nhìn anh nó giỏi sao nhìn cái người bộ mình sẽ nhìn chán phèo các anh chị cái bắt đầu chán, chán cái xong rồi rồi tạc acid. Tạc acid là tạc bằng cái lời miệng mình, tạc bằng cái suy nghĩ của mình đó các anh chị. Thế rằng là rồi người ta đi hết. Em nói chị là mối quan hệ của em mà không có ra gì hết trơn. Vậy em sống đâu có hạnh phúc các anh chị. Và cái người mà em có thể đổ lỗi nhiều nhất đó chính là cái người nào mà tới mà thương em là cái người đó bị nhiều nhất. Em nói rằng là anh thương em mà anh phải làm vậy 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 ừ cho nên anh thương em gì mà anh không có tiền vậy anh anh thương em gì mà anh không có quà gì anh Và rồi rồi đàn ông gì đàn an gì mà không có gì ở nói chung là đã cái xít không à <laughs> mà em nói với anh chị rằng em sống một cuộc đời là không hạnh phúc từ 18 tuổi đến 25 tuổi em chưa biết yêu em chưa biết yêu và chưa bao giờ được yêu các anh chị và em làm tất cả mọi thứ là vì cha mẹ của mình các anh chị bao nhiêu số anh chị ở đây vậy ạ à? Bao nhiêu tiền em làm ra em mua dinh dưỡng Em cho cha mẹ em ăn Còn em thì Ăn rau Với mắm kho Hai cái anh chị Mà cha mẹ của em á đâu có vui vẻ gì đâu Cha mẹ em nhìn em ốm như ốm nhất Cha mẹ em xót xa Còn em thì cứ mua dinh dưỡng gửi về cho cha mẹ mà em mình chữ em, em la cha mẹ em nữa Cha mẹ Có mua dinh dưỡng cho cha mẹ em ăn đi Cha mẹ ăn đi sao khỏe chứ à, để tốn tiền mua dưỡng vậy cho cha mẹ cha mẹ phải ăn uống đúng đủ cho cha mẹ mới khỏe được anh chị biết không ạ Tại vì sao ạ Tại vì em em sợ cha mẹ em không có khỏe em sợ cha mẹ em sống với em không có được lâu dài em sợ cha mẹ em bị cái nọ bị cái kia sẽ không còn ở với em nữa trời sợ quá sợ quá nên là lo lo xong rồi làm đủ thứ tròn hết các anh chị rồi làm ra bao nhiêu tiền tích góp mua hết đồ sang xịn mịn gửi về cho cha mẹ mình ăn mà cha mẹ em đâu cần cái đó đâu. Cha mẹ em cần em khỏe. Mà cha mẹ em thì xót tiền của em. Thành ra là nó không có cái gì ra cái gì hết các anh chị. <laughs> Mà suốt ngày em cứ tạ cái xích. Này các anh chị à. Tạ cái xích cho cha mẹ mình luôn. Em nói là cha mẹ em không thiêu thương em cha mẹ không có yêu thương con con làm bao nhiêu thứ là vì cha mẹ mà mà sao cha mẹ không yêu thương con vậy chơi vậy sao cha mẹ lúc nào cha mẹ cũng la cô ấy chơi vậy cô làm cái đó là vì cha mẹ mà Con mua dinh dưỡng vậy cũng vì cha mẹ mà con kiếm tiền là cũng vì cha mẹ mà trời ơi em nói anh chị là cái câu chuyện đó nó diễn ra suốt mấy năm liền các anh chị từ 18 tuổi cho đến năm 25 tuổi không có ngày nào mà em không đối diện với cái chuyện đó các anh chị ha giữa em với cha mẹ em mâu thuẫn như vậy trong suốt mấy gần mấy chục năm mấy năm như vậy mà em nói các anh chị rằng là cứ gặp, gặp nhau là em la cha cha em có những cái thói quen không có khỏe mạnh em la cha em, em nó là cha cứ sống như vậy hoài được không cha cứ ăn uống như vậy rồi sao cho khỏe được mẹ em bắt đầu mới khóc luôn các anh chị mẹ em khóc mẹ em nói rằng là nuôi con khôn lớn mọc lông một cánh đủ cánh rồi bây giờ nó chửi cha chửi mẹ Ha, các anh chị ha, nó em sống hàng chung là cuộc đời của em không có kiến thức, nó không có hiểu biết, nó sống nó sống bằng nha các anh chị. và mối quan hệ giữa em với mẹ em là nó vậy. Đó. anh chị thấy em tạ ca xích chưa? thế em hỏi các anh chị là em có hạnh phúc được không? và mối quan hệ giữa bạn đời của mình, những cái người bạn đời của mình, các anh chị ha. và em luôn đổ lỗi rằng là gì em không hạnh phúc được là do cái người đàn ông cái người đàn ông đến cuộc đời em không mang hạnh phúc cho em em không hạnh phúc được là vì anh anh ta là do anh do người đàn ông này đổ lỗi và bắt đầu sao ạ à, ta acid vô và hết cái cái người này người kia cũng vậy rồi người số 3 tới cũng vậy người thứ tư tới cũng vậy và bây giờ em nghĩ lại á, em nói chung là em đối xử với họ nó tệ bạc lắm các anh chị ạ à bây giờ mấy mấy anh nó chắc có vợ con hết rồi <laughs> thì thì anh chị thấy không cha mẹ của em em cũng không được mà anh chị biết không anh chị em trong gia đình của em giữa chị em có một người chị gái và một người em trai không kết nối được luôn các anh chị không kết nối chị chị em em không biết mặt nhau luôn và các anh chị ha đó đó là những cái mối quan hệ xung quanh và em sống anh chị em nói anh chị em không hạnh phúc được và cơ thể của em nè em nói anh chị nè Em không có yêu thương gì em hết trơn Suốt ngày em tạc axit cho người em. Em làm cái gì em cũng chê hết á. Em kiếm được tiền em cũng chửi em, em nói rằng là gì? Bữa nay là thêm như thế là không được. Bữa nay mình làm như thế là mình lười biếng. Em ngủ mà dậy mà trễ nửa tiếng đó, Là em chửi em không ra gì luôn các anh chị. Gì vô không? Ừ. Em thức dậy mình nữa trễ nửa tiếng đó. Ví dụ như em hẹn 6 giờ dậy để làm việc mà em dậy bị xấu giờ rưỡi là em chửi em không ra gì luôn anh chị có vậy không đó thấy tạc acid ghê chưa rồi em làm kinh doanh em buôn bán không được em trách bản thân của mình em hết trách người khác là em trách bản thân của mình và em nói các anh chị rằng là em chưa bao một ngày nào em cho em ăn một cái món ăn nào mà em thích với các anh chị em thích ăn trái cây em thích ăn nho đen em thích ăn kiwi em thích ăn cherry em thích ăn những cái trái cây mà nó ngon em chưa một lần nào bỏ tiền ra để mua cho em một cái trái đó để em ăn hết đó, các anh chị em chị em thấy em anh, anh chị thấy em đấu xử với cơ thể không à, các anh chị ha và đó là nói về cơ thể của em nha và chưa bao giờ em nhìn vô gương mà em khen em lấy một lời các anh chị em nhìn vô gương là em thấy một gương mặt không đẹp tóc tai cũng không đẹp. Chưa bao giờ em nhìn thẳng vô gương để em nhìn thử cái người em nó ra sao luôn các anh chị. Và em nói các anh chị là thời sinh viên nhà không có gương. Nên là không có nhìn vô gương. Và tối trước khi đi ngủ đó các anh chị, em cũng không có tha nữa. Tối trước khi đi ngủ em còn phải 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 gì ạ, phải lo lắng một vài chuyện nghĩ về người yêu cũ nghĩ rằng là tại sao mình đối xử với anh ta như vậy ờ, mình cảm thấy tội lỗi bản thân của mình tại sao mình lại đối xử với anh ấy như vậy cho đến bây giờ anh ấy bỏ mình anh ấy đi đó nghĩ tới người yêu cũ thấy lo lắng thấy xót xa nghĩ tới ai ạ à? nghĩ tới cha mẹ mình bây giờ mình không thành công sớm mình không làm ra tiền mình không về với cha mẹ mình mình không lo được cho cha mẹ mình ăn uống đầy đủ cha mẹ, cha mẹ mình không khỏe không ở với mình thì sao đó nghĩ đó lo nữa <laughs> có nghĩa là tối trước khi đi ngủ là phải 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 bắt nó lo một vài thứ chuyện rồi mới cho nó ngủ các anh chị mà chưa bao giờ cho cơ thể mình ngủ trước 12 giờ các anh chị và sáng trước khi mở mắt thì sao ạ lo trước rồi đã lo trước không biết là bữa nay là mình sẽ ăn cái gì rồi không biết là cha mẹ mình ở nhà ra làm sao lo trước các anh chị rồi mới bắt đầu vậy mà đi làm và chưa bao giờ em thêu uh, rửa cái mặt mình cho nó đàng hoàng cho nó lịch sự các anh chị và chưa bao giờ em bỏ tiền mua một cái áo mà nó đẹp để mà em mặc khi người các anh chị chưa bao giờ em mua một cái son mà nó xịn để mà em đánh trên cái môi của mình và chưa bao giờ em có một cái cái kem gì để mà dưỡng cái da mình cả và chưa bao giờ em vận động cho cơ thể của mình nữa các anh chị Tôi tóm lại là em tạc axit trên cơ thể của em rất là nhiều Nên là từ 18 tuổi cho đến năm 25 tuổi em có cơ thể dài nè Thương không? Thương lắm các anh chị Giờ ừ. nhìn lại thương Thương không ạ? À? Bao nhiêu trong số anh chị đây đã từng giống như em ạ? À? Đang giống như em luôn Các anh chị hãy comment cho theo biết được mà Còn nói về tiền bạc nha Tiền bạc thì là vậy nè Bao nhiêu tiền cũng chê ít hết á Làm được 1 triệu cũng chê ít Làm được 2 triệu cũng chê ít Làm được 3 triệu cũng chê ít Tiếng nổ mà trong túi em không bao giờ có đồng tiền nào Hai cái Hai cái anh chị ha Và mình sống trong cái cảnh túng thiếu Thiếu thốn trong suy nghĩ Thiếu thốn trong con người bên trong luôn các anh chị Và em nói các anh chị rằng là Chưa bao giờ em nói cảm ơn cái đồng tiền của mình Chưa bao giờ em cảm thấy rằng là Mình biết ơn cái đồng tiền mình đang có Để mua cho em những cái bữa ăn Để mua cho em những cái quần áo để em mặc hay các anh chị Và lúc nào cũng Trời ơi Sao mà tiền nhiều quá vậy Trời ơi tiền điện nhiều ghê vậy Trời ơi tiền nhà gì ghê vậy À, các anh chị, mà em nói các anh chị rằng là em không hiểu ai mà có thể ở gần em cái giai đoạn đó. Trời ơi, ai mà sống được cái con người như vậy trời? Ghê lắm các anh chị ơi. Tiền bạc nó cũng tránh xa em. Những cái mối quan hệ bạn bè xung quanh nó cũng tránh xa em. Rồi những cái người cha, người mẹ họ cũng tránh xa em. Những người anh, người chị cũng tránh xa mình. Tất cả mọi thứ đều xa lắm mình luôn các anh chị. Đồng đội, đối tác, khách hàng cũng xa lắm mình hết. À, các anh chị ha. Thì đó là cái cuộc đời của em theo đó chính là em không có nuôi dưỡng cây tiền bạc, cây sức khỏe, cây mối quan hệ. và anh chị biết không ạ, à, em không nuôi dưỡng nên là em không có cái gì hết. tiền bạc em cũng không có, sức khỏe em cũng không có và mối quan hệ xung quanh em cũng không có. và em là một người đầy lo lắng. hai à, anh chị ha. thế thì bây giờ em sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách. cho đến khi mà anh chị biết cái cách để mà gì luôn đủ đầy ở bên trong. Khi nào mà anh chị cảm thấy dư giả và đủ đầy ở bên trong thì bây giờ anh chị mới có ra bên ngoài. Thì cho em hỏi là những cái ví dụ của em nó đã đủ cho các anh chị cảm nhận được không ạ? À? Các anh chị có đồng cảm được không? Các anh chị có thấy giống không? Hay là anh chị nếu có anh chị phản hồi cho em theo biết. Yes, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và em theo đã thay đổi như thế nào các anh chị ơi? Hãy nói đi ạ. À. Hãy học cách yêu hãy làm cho mình yêu và được yêu các anh chị hãy làm cho mình biết yêu và được yêu các anh chị ạ à. và em thêm nói các anh chị rằng là cái thứ mà em cần phải học đầu tiên đó chính là học yêu các anh chị yêu ai yêu bản thân mình trước yêu ai các anh chị ơi yêu bản thân mình trước các anh chị đầu tiên là anh chị phải yêu bản thân của mình trước và em theo đó bắt đầu học cách yêu bản thân Anh chị có muốn biết Cái cách để mà mình làm thế nào Để mình yêu được bản thân mình không ạ Anh chị phải yêu bản thân của mình Và đối xử với mình Như thế nào mà để Cái người mà ở gần các anh chị Họ cũng yêu lây luôn các anh chị Và anh chị có bao giờ anh chị nói chuyện Với một cái người nào đó mà anh chị ngồi kế bên Cái người đó thôi Là anh chị cũng bị mệt mỏi rồi Hay anh chị nha có bao giờ anh chị ngầu kế bên một cái người nào đó mà anh chị cũng mệt mỏi luôn rồi mình là cái người ngoài cuộc mình ngầu gần họ mà mình cũng mệt nữa chứ huống chi rằng là bản thân của họ các anh chị chị hiểu không anh chị hiểu rằng là bản thân của họ thì họ sẽ chịu đựng cái điều đó trong suốt nhiều năm nhiều tháng còn mình gặp họ có một ngày thôi mà mình cũng thấy là đầu óc mình nó quay cuồn cuồn rồi chứ huống chi mà 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 họ họ phải phải chịu đựng cái cảnh đó các anh chị À, các anh chị nha anh chị chỉ thay đổi dùng em cái điều này thôi đây là cái cốc lõi đầu tiên mà các anh chị cần phải thay đổi Đó chính là anh chị phải học cách yêu thương bản thân của mình thứ nhất là anh chị không có được chê trách bản thân ok không không chê không trách nếu như mình chưa có làm gì được tốt đẹp không sao mình sửa nhưng không trách không chê không chửi nha không có chửi đừng có nói rằng là thê ơi mày làm như vậy là không được đừng có kêu mày luôn đừng có gọi mình là mày các anh chị ha không chê không trách không chửi nha khen đẩu qua khen giùm em được không ạ hãy khen thử bản thân của mình hãy khen lấy bản thân của mình hãy chúc phúc cho nó Hãy yêu thương lấy nó các anh chị. Tôi yêu cơ thể của tôi. Các anh chị ha. À? Và bây giờ em sẽ chữa lành cho các anh chị ở đây luôn. Bây giờ ngay bây giờ các anh chị hãy... À, tất cả anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta hãy cùng nhau làm cái bài tập này luôn ở tại đây ha. Và cái bài tập này em thấy nó được một cái người thầy của mình làm cho mạng, làm cho mình. Và cái ngày em làm xong, các anh chị em khóc rất là nhiều. Đó là cái ngày đầu tiên mà em biết yêu cơ thể của mình. À, các anh chị hãy ôm lấy mình đi ạ. Và nói theo em được không ạ? anh chị hãy hít một hơi thật sâu vào đi. Em cần nhạc. Cái này chắc cần có nhạc để phù hòa cho các anh chị nha rồi các anh chị sẵn sàng đi anh chị nào mà chưa sẵn sàng mình cứ sẵn sàng đi ha để mở nhạc lên này các anh chị sẽ ok luôn nhé Thấy hơi thật sâu lại dùm em đi ạ. À. Nhắm mắt lại dùm em luôn đi ạ. À. <laughs>

Nghe, nghe rõ giọng em nghe đó không ạ ôm lấy mình đi anh chị ơi Yes Hãy nói gì ạ Rồi cảm ơn cơ thể của tôi Tôi cảm ơn bạn Thời gian qua Nghe rõ được giọng em không anh chị ơi Nghe rõ được giọng em không Anh chị nào nghe rõ giọng của nhạc Anh chị comment tôi giùm em ạ à. Phải nghe được cả hai <laughs> Cảm ơn các anh chị chúng ta sẽ Ok ạ, cảm ơn các anh chị ạ Cảm ơn cơ thể của tôi Trong thời gian qua Bạn đã luôn đồng hành cùng tôi Trong mọi việc Trong cuộc sống nhưng bởi vì tôi không hiểu biết tôi không có hiểu biết tôi không biết yêu thương bạn tôi đã vô tình làm cho bạn không được tốt đẹp tôi đã bắt bạn phải suy nghĩ quá nhiều bắt bạn phải lo lắng nhiều thứ Bạn đã làm rất nhiều thứ vì tôi Nhưng tôi lại không biết ơn vì điều đó Bạn đã giúp cho tôi đạt được những mục tiêu Trong cuộc đời Nhưng tôi chưa một lần nói cảm ơn bạn Bạn đã giúp cho tôi Trải nghiệm cuộc đời này ăn những món ăn ngon Được nhìn những cảnh đẹp Được hít không khí Được ở bên những người con của mình Được ở bên cha mẹ mình Nhưng tôi chưa bao giờ Nói lời cảm ơn bạn Tôi cảm ơn bạn Cơ thể của tôi cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời này từ lúc tôi sinh ra cho đến ngày hôm nay tôi cảm ơn bạn rất nhiều tôi xin lỗi bạn vì thời gian qua vì tôi không có hiểu biết không biết yêu bạn. Tôi đã làm những cái điều khiến cho bạn không được thoải mái. Tôi chưa cho bạn ăn đủ những cái chất mà bạn cần. Cảm ơn cơ thể của tôi. Để từ giây phút này trở về đi, tôi sẽ yêu thương bạn. Tôi sẽ chăm sóc cho bạn. Mỗi lần mà đi tắm. Tôi sẽ tắm cho bạn sạch sẽ. Mỗi lần mà rửa mặt. Tôi sẽ tập trung rửa mặt. Mỗi lần ăn cơm. Tôi sẽ tập trung ăn. Và tôi sẽ dành thời gian để đi tập thể dục. Tôi sẽ vận động bạn sẽ giúp cho bạn khỏe mạnh, để cho bạn ăn những món ăn bạn cần ăn. Tôi yêu bạn, tôi yêu cơ thể của tôi. Bạn là người tuyệt vời nhất, cơ thể của tôi là tuyệt vời nhất. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng tôi Cảm ơn bạn đã luôn khỏe mạnh cùng tôi I love you I love you I love you Thank you Thank you Thank you, Thank you. Cảm ơn bạn Tôi yêu bạn, tôi cảm ơn bạn, tôi yêu bạn. Xin bạn hãy tha lỗi cho tôi, xin bạn hãy tha lỗi cho tôi, những gì tôi đã làm. Cảm ơn bạn Tôi yêu bạn Tôi yêu bạn rất nhiều I love you I love you I love you Thank you Thank you Thank you Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi là người bạn tuyệt vời nhất. Rồi các anh chị hãy ôm cơ thể mình chặt hơn nữa đi ạ. À. Và hãy nói. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. anh chị ha. Các anh chị, à? các anh chị à, đã cảm thấy yêu cơ thể mình hơn chưa ạ? À? Và đây là cái quy trình nó có thể chữa lành cho những anh chị nào đây mà trước giờ mình không có yêu thương cơ thể của mình các anh chị. Các anh chị ha, à? và cái bài tập này anh chị có thể làm lại. Anh chị có thể tự làm lại cũng được nha anh chị có thể tự làm lại nha ha, chứ không là nó chìm sâu trong cái năng lượng nãy là không có được. À, bao nhiêu xin chị đây mình đã cảm thấy um, biết ơn cơ thể mình chưa ạ? Yes. Rồi, à, các anh chị có thể tự làm lại được các anh chị nha. Các anh chị có thể tự làm cái cái quy trình này à, mẫu anh chị có thể làm một bữa nó không có được đâu các anh chị, mà anh chị phải uh, về uh, mình tự làm buổi tối trước khi đi ngủ liên tục trong một tuần uh, liên tục trong một tháng để giúp cho các anh chị uh, Tập yêu cơ thể của mình các anh chị nha và bên cạnh đó <laughs> bên cạnh đó các anh chị cần phải sợ à, những cái lúc mà anh chị tắm á, thì anh chị phải nghĩ đến cái cơ thể của mình và mình tập trung mình tắm cho cơ thể mình rửa mặt mình cũng nghĩ tới cơ thể cái mặt của mình các anh chị ha rồi mình cũng gì ạ à, sau khi mà mình mình ăn á, thì mình tập trung mình ăn ok mà và tối trước khi đi ngủ á, không có được suy nghĩ lung tung chị nói ạ không có được suy nghĩ lung tung anh chị nhớ hết chưa anh chị có làm được không ạ? Và không chê, không chửi, không trách, chỉ có khen thôi. Anh chị làm được không các anh chị ơi? Ok. Và anh chị chê, anh chị chửi, anh chị trách người khác. Chê, chửi và trách người khác. Thì có tính không ạ? Thì có bị không ạ? Bị không? Có bị không các anh chị? Bị nha. Chê, chửi và trách người khác cũng bị nha. Thì mình có bị ảnh hưởng không ạ? Mình cũng bị luôn. Nên là tốt nhất là nín luôn, nín. Và khen người khác thì được không? Khen người khác là có tính không? Tính luôn tính là mình là, là tốt cho mình không? Ok, làm được. Hai à, các anh chị ạ. Anh chị hãy luyện cái điều đó liên tục trong vòng <laughs> 49 ngày. Ừ. Ờ. <laughs> luyện trong vòng 49 ngày mà em 9 tháng 10 ngày luôn cũng được nha. Thì bản thân của mình được hình thành đó là cơ thể của người được hình thành 9 tháng 10 ngày mà. Thì các anh chị luyện trong vòng 9 tháng 10 ngày tới. 11 tháng thì càng tốt các anh chị. Được không ạ? À? Ok em các anh chị. Ơi. Yes, đó là điều đầu tiên để mà anh chị có được một cơ thể hạnh phúc và luôn đủ đầy. Thứ hai là các anh chị hãy biết ơn những cái mối quan hệ của mình. Đụng cái gì là cảm ơn các okay, anh chị ha. Dù ai làm cái gì cho các anh chị, dù là cứ là con người xuất hiện xung quanh mình, thì xin cảm ơn các anh chị được không? Cảm ơn điện thoại, máy tính, MacBook, bất cứ thứ gì xuất hiện trong cuộc đời của mình là mình phải cảm ơn và tất cả mọi thứ là đều hậu thuẫn giúp cho các anh chị thành công. À, các anh chị nếu như các anh chị đang có một triệu thì phải luôn biết ơn với cái số tiền mình đang có các anh chị và không có không có than vãn không có than nghèo kiểu khổ các anh chị ha không có than vãn không có chê tiền ít không có chê tiền nhiều. mẫu là mình mua một cái món đồ gì đó đó thì đừng có chê đừng có chê đắt chê rẻ đó, các anh chị có tiền thì mua không có thì thôi không chê ok không mình có tiền thì mình mua mình không có tiền thì mình không mua chứ mình không che mắt không che rẽ. được không các anh chị và mình trả tiền những cái hóa đơn á cũng đừng bao giờ than đừng có than là nhiều tiền đừng có than hóa đơn nhiều tiền tránh cái cảm xúc bị thiếu thốn được không các anh chị ơi để tránh các anh chị ở trong cảm xúc bị thiếu thốn cái thứ ba không so sánh mình với người khác. Không so sánh mình với người khác. Bản thân của mình đang có cái gì thì hưởng bấy nhiêu đi. Mình đừng có so sánh là người này học trước mà sao giỏi quá, sao người này đẹp quá, sao người này hơn mình, sao người này lại có cái này, sao người này có cái kia. Ngưỡng mộ và yêu thương người khác, ngưỡng mộ và noi gương người thành công nhưng không có đem mình ra so sánh. Và không có được là gì ạ? không có được phân bì phân lê ok không các anh chị mình sinh ra trên cuộc đời này xuất phát điểm của mình ở đâu thì mình chơi ở đó xuất phát điểm của mình đang có cái gì thì mình xúc từ đó mình đi lên được không các anh chị tài chính của mình đang bao nhiêu thì mình coi như đó là vốn liếng của mình tận hưởng cái đó đi sức khỏe của mình đang bao nhiêu thì coi như đó là vốn liếng của mình tận hưởng từ đó mà đi lên thời gian của mình đang có là bao nhiêu thì tận hưởng cái số thời gian đó đi công việc của mình đang làm ra bao nhiêu tiền kệ nó tận hưởng bao nhiêu đi lên được không ạ đó là gọi là biết ơn những cái gì mình đang có không có phân bì phân lê với người khác mỗi người đều có một cái xuất phát điểm nó khác nhau từ cái điểm đó của mình đi lên là mình ngon và tất cả mọi người đều tới một cái điểm chung Đó chính là đỉnh vinh quang Và xuất phát điểm của người thì chỗ đây Người chỗ đây Người chỗ đây Người chỗ đây Nhưng mà tóm lại là cuối cùng là cũng phải tới đỉnh vinh quang Đỉnh vinh quang thì nó, nó giống nhau à Xuất phát điểm của mình ở dưới thì mình chơi ở dưới Xuất phát điểm của mình ở trên thì mình chơi ở trên Xuất phát điểm mình ở giữa thì mình chơi ở giữa Xuất phát điểm mình ở, mình ở, điểm mình ở dưới đấy thì mình chơi ở dưới đây mình chả sợ gì các anh chị Được không ạ à. và tất cả đều phải trải qua những cái bài học giống nhau rồi mới tới cái đỉnh vinh quang được đỉnh vinh quang nó giống nhau đỉnh vinh quang của tất cả chúng ta đã đều ở đây và chúng ta đều phải lặn qua những cái bài học như thế này chúng ta mới bò lên tới đây được và mình ở chỗ nào thì mình chơi chỗ đó anh ok không không có phân bì phân lê không có phân bì được nhỏ này nó ở trên đây nó bước một bước một nó tới còn mình ở dưới đây mình bước nhiều bước quá mình mới tới kệ nó vũ trụ cho gì hưởng cái đó được không các anh chị sinh ra cuộc đời của mình có cái gì mình hưởng cái đó mình có cái gì thì mình chưa có cái gì thì mình gây giận còn mình có cái gì thì mình chơi cái đó mình mình coi như là mình may mắn được không các anh chị ơi? anh chị sinh ra anh chị có một công ăn việc làm giúp cho anh chị có 10 triệu ok tặng hưởng nó đi hãy tận dụng cái công việc 10 triệu đó đi để mà gì có đồng tiền nào mình tích góp mình yêu quý đồng tiền của mình mình sinh ra mình có một cái gương mặt nó hơi chưa có đẹp cái răng nó xẻ xẻ sỏ sỏ nó chưa có được sinh kệ nó chơi cái hàm răng đó đi tận hưởng cái hàm răng đó chơi. sau này mình làm ra tiền ok mình muốn chỉnh sao mình chỉnh nhưng giờ chưa có ok biết ơn cái hàm răng của mình xẻ xẻ xỏ, sỏ sỏ chứ? gương mặt của mình nó chưa có được đẹp nó chưa có được vi lại kệ nó kìa okay, chị ha mình yêu thương nó riết rồi nó cũng vi lai vi liếc luôn kệ nó nó bầu nó cũng đẹp bầu có cái đẹp riêng mà villa nó có cái đẹp riêng mình sinh ra mình có cái chiều cao mét rưỡi thì cũng mặc kệ chứ giờ sao chẳng lẽ mét rưỡi không hạnh phúc mà mét bảy mới hạnh phúc chịu thôi nhưng mà mình sinh ra bây giờ mét rưỡi thì mình chơi mét rưỡi chứ bây giờ sao các anh chị mét rưỡi kệ mét rưỡi mét bảy nhưng mà có nhiều đứa mét bảy nhưng mà chưa chắc nó giàu bằng đứa mét rưỡi đó các anh chị nhé nên thôi kệ các anh chị nó tóm lại là gì cuộc đời cho mình cái gì mình hưởng cái đó và, và mình học cái cách yêu thương bản thân và anh chị cần phải biết cách đủ đầy khi mà anh chị biết đủ thì anh chị mới có nhiều hơn còn anh chị mà không biết đủ là nó thiếu hoài luôn các anh chị ví dụ như có một số anh chị đấy nay nói với theo là gì nè theo ơi chị nản quá theo chị có một cái công việc kinh doanh mà chị làm hoài nó không có thành Sao chị nản quá Thiêu ơi Cái em mới hỏi rằng là chị ơi Tại sao chị nản Thì giờ chị làm riết nó không được Thì chị nản nha sao em Em nói rằng là Ít ra chị còn có công việc để chị làm đó chị nha Chứ người ta không có công việc làm kìa Còn chỉ có công việc để chị làm Mà chị còn nản nữa Bây giờ chị làm không được thì chị đổi cách làm đi Làm cái cách đó không được Thì ta đổi cách làm khác đi chị phải biết ơn là chị đang có công việc để chị làm còn người ta không có công việc để làm không kìa chứ ngồi đó mà nán anh chị anh dùng không thế thì mình phải biết ơn những cái gì mình đang có có một số anh chị nói theo chị chả vui gì hết chị quay video mà cái điện thoại của chị sao mà nó đen thui thù lùi nó không có đẹp gì hết trơn trong khi chị thấy uh, uh, nhỏ kia nó quay video nó đẹp lắm em thì mới nói rằng là có người không có điện thoại xài hả chị ơi chị có cái điện thoại chị xài chị tận dụng cái đó đi chị tận dụng những cái gì mình đang có anh chị hãy nhớ ha hãy tận dụng những gì mình đang có mình có cái gì mình chơi cái đó các okay, anh chị có ít xài ít có nhiều xài nhiều và cỡ nào mình cũng đi lên hết á đỉnh vinh quang luôn chào đón mọi người đỉnh vinh quang luôn chào đón anh em anh em cứ từ cái đáy đó anh em cứ đi lên anh em chỗ nào anh em đi lên chỗ đó không có gì phải lo cả Không có gì phải sợ hết Và những người xung quanh của mình Họ có cái gì thì mình biết ơn cái đó các anh chị Chồng của mình chưa yêu thương mình Ok không sao Họ còn ở bên mình là mình mừng rồi Được không ạ Bây giờ chồng của mình Ok Không làm kiếm tiền cho mình cũng được Nhưng mà ít ra cũng có một cái người Để mình ôm mỗi buổi tối trước khi đi ngủ Được không rồi từ từ rồi mình nuôi mình bón phân mình tứ nước rồi từ từ cũng kiếm tiền ra cho mình thôi cũng kiếm tiền để mà lo lặt lo được cho bản thân của anh ấy lo được cho mình rồi bây giờ chồng của mình không yêu thương mình cũng được không sao ít ra gì trong nhà cũng có cái người đàn ông lỡ đâu có ống nước nó hư thì cũng còn ứ ứ ứ ứ lỡ đâu có điện đài nó hư thì ok cũng có cái người đàn ông để mà hú hú, hú hí hí để mà khỏi sợ kệ nó các anh chị mình tưới nước mình bón phân rồi anh ấy cũng sẽ uh, chiến quả thằng à, cái chị mình gieo được vô người các anh chị biết ơn trước được mà Giờ con của mình ngày hôm nay nó chưa được ngon nó chưa được giỏi nó chưa có được uh, nghiêm túc thì thôi cũng kệ đi các anh chị từ từ nó lớn nó tốt nghiệp bài học các anh chị Và mình hồi nhỏ mình cỡ bằng tuổi nó mình cũng uh, tài le tự lừa chứ gì đâu mà bây giờ mình lớn mình cũng trưởng thành rồi thì con của mình kể nó đi Cứ cho nó sống sao đó Từ từ bây giờ mình lo cho mình trước Mình cứ từ từ mình nuôi dưỡng dặn nó đi lên Không có gì mà phải buồn bã Không có gì phải lo lắng Anh chị đợi, anh chị đồng ý không ạ à? Trước mắt là phải làm sao cho mình Đừng có lo lắng Thì cái cảm giác lo lắng nó đến từ đâu Nó đến từ cái việc anh chị cảm thấy thiếu thốn Và không biết ơn thôi Và cha mẹ của mình cũng vậy Bây giờ cha mẹ mình chưa khỏe Không sao hết cha mẹ mình ngày hôm nay không khỏe nhưng mà chưa chắc tương lai cha mẹ mình không sống thọ như mình và mình cứ ra quyết định là cha mẹ mình sống thọ với mình đi và cha mẹ mình sẽ tự tốt nghiệp được bài học thôi các anh chị kiểu gì cũng sẽ tốt nghiệp được bài học và ngày hôm nay cha mẹ mình còn ở bên mình là mình biết ơn rồi các anh chị miễn sao cha mẹ mình mỗi ngày mở mắt ra cười tươi nói năng vui vẻ hạnh phúc là được rồi còn họ có nói gì kệ Họ nghĩ cái gì kệ luôn Họ có nói cái gì mà nó phật ý của mình Cũng kệ đi các anh chị Miễn sao cha mẹ mình khỏe với Vui với hạnh phúc là mình mừng rồi Gia đình của mình cũng vậy Đồng đội đối tác của mình Nếu như họ chưa đồng đội đối tác các anh chị Nếu mà ngày hôm nay họ chưa giỏi Cũng không sao Từ từ mình nuôi rồi họ cũng giỏi thôi mình nuôi, mình chăm, mình bón Rồi cuối cùng họ cũng giỏi thôi nên là hãy biết ơn cái người đồng đội đối tác của mình luôn Khách hàng của mình hôm nay Họ chưa yêu mình Họ chưa đón nhận sản phẩm của mình Cũng không sao hết các anh chị Cũng kệ Cứ để đó Từ từ họ cũng đón nhận thôi Hãy cứ yêu thương và biết ơn Và ngày hôm nay mình chưa giỏi cũng không sao hết các anh chị Ngày nay hôm nay chưa giỏi Chưa chắc ngày mai tôi không giỏi Hôm nay tôi chưa làm được Chưa chắc ngày mai tôi không làm được Này Các anh chị nha nên hãy cứ biết ơn những gì mình đang có dù nó đang tuyệt vời hay nó đang chưa tuyệt vời và hãy nghĩ đến hãy biết ơn đến một cái tương lai tích cực và cộng đến cái việc là anh chị hãy biết ơn với những cái gì mà anh chị sắp có luôn, những gì mà anh chị muốn có luôn các anh chị ha. Hãy biết ơn những gì mà mình muốn có luôn. Ngày hôm nay các anh chị muốn có cái gì thì hãy cảm ơn luôn đi các anh chị. Cảm ơn cuộc đời vì ngày hôm nay đã cho tôi trở thành một người doanh nhân chạm tay hóa vàng. Tôi có thể ngồi trước hàng trăm người để tôi chia sẻ. Tất cả mọi người đều yêu quý và ngưỡng mộ tôi. Tôi không thể nào tưởng tượng được tôi lại có một cuộc đời tuyệt vời như thế này. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người chồng tuyệt vời nhất thế gian. Anh ấy hằng ngày yêu thương tôi, mua sắm cho tôi những đồ hàng hiệu quý giá, chăm sóc hai đứa con của tôi tuyệt vời. Và tôi không thể nào tưởng tượng rằng tôi lại có một tình yêu đẹp nhất thế gian. Người chồng của tôi âu yếm tôi mỗi ngày. Là một người đàn ông vừa đẹp trai, body xấu muối. Vừa là một người hiểu vợ, yêu vợ, chiều vợ, hiểu chuyện, yêu gia đình của mình, chăm sóc cho cha, mẹ, con, cái của mình. Mà là một người đàn ông giỏi về tài chính, kiếm tiền số một thế gian. Trời ơi, ta nói cảm ơn cuộc đời tại sao tôi là may mắn nhất trên thế gian này tôi lại có một người chồng tuyệt vời như thế cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi một người vợ ngon hiền nhất thế gian người vợ đẹp nhất tôi từng thấy cô ấy là một người vợ trong mơ của tôi tôi có nằm mơ tôi không bao giờ nghĩ là tôi có một người vợ như vậy cô ấy đẹp từ trong ra ngoài đẹp từ tâm hồn cho đến vóc dáng đẹp từ tâm hồn cho đến vóc dáng từ vóc dáng cho đến trí tuệ từ trí tuệ cho đến khả năng kiếm tiền cô ấy chăm chút từng những cái bữa ăn chu toàn cho gia đình cô ấy lo nhà cửa sạch sẽ và tân tắc cô ấy lo công việc kinh doanh tiền tài danh thu lợi nhuận cao ngất ngưỡng tôi không bao giờ tưởng tượng được tôi lại có một cuộc đời may mắn như vậy và tôi cảm ơn cha mẹ của tôi Tôi không thể ngờ rằng cha mẹ tôi lại có thể khỏe mạnh nhất thế gian như vậy. Cha mẹ tôi có thể tự lo cho sức khỏe của mình. Tôi không cần phải lo lắng gì cả. Tôi không cần phải suy nghĩ. tôi vô cùng biết ơn cuộc đời. Đã cho tôi tất cả mọi thứ. Đúng ạ? Tôi cảm ơn những người khách hàng của tôi. Yêu quý tôi ngắt ngưỡng chỉ cần tôi chia sẻ một cái dịch vụ gì đó thôi, là khách hàng của tôi họ sẽ sẵn sàng, sẵn sàng đến và đón nhận tôi, không một lời từ chối, luôn luôn đón nhận tôi. Mà các anh chị, tôi rất là biết ơn và hạnh phúc. Tôi không thể nào tưởng tượng rằng cuộc đời đã cho tôi tất cả mọi thứ, cho tôi những thứ mà tôi nghĩ là tôi không bao giờ có được. Thế các anh chị muốn cái gì? Em không biết anh chị muốn cái gì. Anh chị muốn cái gì thì comment lên đây em sẽ dành 3 phút nữa thôi, 5 phút nữa thôi. Em sẽ thực hành cho các anh chị. Để về nhà các anh chị hãy làm nhé. Các anh chị có thể làm cái điều này. Và trong cái nhóm rèn luyện 60 ngày thì các anh chị cũng được rèn luyện rất là kỹ lưỡng cái vụ này. Muốn có đứa con ok. Con gái hay con trai? Con trai hay là con gái? Con là mấy đứa con? Ngày nào có Có con như thế nào Có được nhiều xe ô tô à? Nhiều xe ô tô để làm cái gì Không thực tế lắm Cái nào mà nó Cái nào mà nó, nó, nó khát khao xíu Nhiều xe ô tô để làm cái gì À, bán được nhiều xe ô tô ok <laughs> bán được nhiều xe ô tô để được gì chị để được cái gì quan trọng là chị được cái gì đó bán được nhiều xe rồi chị được cái gì chị được cái gì muốn được tự do tài chính ngay bây giờ. Tự do tài chính. Anh Khanh muốn tự do tài chính như thế nào? Anh muốn tự do tài chính như thế nào ạ? Tôi vô cùng hạnh phúc và biết ơn bởi vì ngày hôm nay tôi đã có một cuộc sống tự do tài chính. Tôi có một doanh nghiệp tạo ra thu nhập thụ động cho tôi hàng tháng. Tôi có bất động sản mang lại lợi nhuận cho tôi hàng tỷ mỗi tháng. Ừ. OK nha các anh chị nha. Cái mục, cái, cái 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 mong muốn các anh chị nó không có rõ ràng. Thành ra em không có giúp các anh chị được đâu ạ. À. Các anh chị hãy cảm ơn, uh, hãy cảm ơn, hãy biết ơn những cái gì mình đang có và biết ơn những cái gì mình muốn có luôn các anh chị ha. Mong muốn các anh chị nó phải rõ ràng. Nó không có rõ ràng không, có, không có làm được. Mà 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 các anh chị nên tự làm đi. cái này không phải là thông miên các anh chị ơi cái là chỉ là mình biết ơn những gì mình đang có để cho mình ở trong cái tần số ở trong cái tần số của những người đã có rồi biết ơn những cái thứ mà mình sắp có luôn các anh chị ha rồi nên nếu anh chị nào ở đây mà mình có tham gia vào chương trình dung sáng của câu lạc bộ ha vào mỗi buổi sáng thì các anh chị có thể là tham gia cái chương trình dung mỗi buổi sáng của câu lạc bộ thì có mở cho anh chị một cái quy trình đó. và cái quy trình này á, nó sẽ giúp cho các anh chị rèn luyện được lòng biết ơn và anh chị hãy làm cái quy trình này liên tục đều đặn trong vòng 6 tháng các anh chị nhé để các anh chị có cái lòng biết ơn của mình được không ạ yes và ok và ngoài ra nếu anh chị nào ở đây mình có tham gia cái nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ cuộc đời thì các anh chị cũng sẽ được hai các anh chị trong những anh chị kèm cho các anh chị để giúp cho các anh chị tự rèn luyện cái lòng biết ơn của mình cho nó được nhiều hơn và cho các anh chị những cái tư duy những cái suy nghĩ đúng đắn để các anh chị có được cái cách thực hành cho nó đúng nhất có thể các anh chị nhé và bây giờ các anh chị không có được mặt trong nhóm rèn luyện á thì các anh chị tự làm các anh chị tự mình tự mình làm và tự mình viết biết ơn những cái điều mà mình muốn có mình mình thấy thiếu cái gì thì mình biết ơn cái đó được không các anh chị ơi? mình thiếu cái gì thì mình biết ơn cái đó anh chị làm được không yes và cảm ơn các anh chị ở trong cái thời gian ngắn như thế này em không thể nào chia sẻ hết cho các anh chị được những cái cách thức để các anh chị biết ơn mong rằng là một chút xíu kinh nghiệm trải nghiệm bản thân thế thì giúp cho các anh chị tốt nghiệp được cái bài học đầu tiên hãy luôn làm cho mình có một cảm giác dư giả đủ đầy và hạnh phúc các anh chị các anh chị à? dư giả đủ đầy và hạnh phúc Cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ à. Hẹn gặp lại các anh chị vào chương trình 6 giờ ngày hôm sau với cái yếu tố cốt lõi thứ hai Mong rằng cũng sẽ giúp được cho các anh chị thành công hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ. Và tối ngày hôm nay vào lúc 8 ba 30 phút, các anh chị cũng, câu lạc bộ cũng sẽ có cái chương trình để hỗ trợ cho các anh chị. Anh chị có thể theo dõi và đón xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Tôi là một người thành công. 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 dan nak bagi dia tu lebih dekat